Câu chuyện duyên xưa nghiệp cũ. Một gia đình rất giàu, sửa soạn nhà cửa đón dâu. Phú ông đang bận rộn với việc đám cưới thì gia nhân vào báo có một sơn tăng đến khất thực hóa duyên. Vốn là người mộ đạo, phú ông vội vàng ra nghinh tiếp, mời sư vào nhà, thỉnh ngồi ở ghế thượng khách. Nhưng vị sư chỉ chống tích trượng đứng cười ha hả, lạ lùng trước cử chỉ của nhà sư, nhưng phú ông không dám có ý nghĩ đấy là người cuồng. Bởi trong mọi dáng vẻ, ngài đều có tiên phong đạo cốt. Phú ông quyết đấy không phải là một người thường giả bộ. Ngước nhìn đôi mắt sáng như sao của nhà sư, phú ông bất giác rơi lệ, quỳ mọp xuống. Bạch hòa thượng, đệ tử ngu dốt, nay có phước duyên được người chiếu cố, xin người từ bi dạy bảo. Hà hà, chúng sanh mê muội làm tội ác tày trời, còn hí hửng đánh trống thổi kèn. Trong khi nhà sư nói vậy, thì từ nhà sau vọng lên tiếng rợn kêu thống thiết. Vị sư tiếp, con heo đó là cha ngươi ngày trước, vì tham tiếc cái gia tài, ông ta đã tái sanh làm con heo sau chuồng nhà ngươi. Phú ông đầm đìa nước mắt. Bạch hòa thượng, quả đúng như vậy, cha con khi sắp chết cứ thao thức tiếc cái gia tài của cải một đời mồ hôi nước mắt này và dặn đi dặn lại chúng con phải giữ gìn đừng hoang phí. Nói rồi, vội bảo gia nhân đình chỉ việc giết heo. Nhà sư lại nói tiếp, còn đứa con gái người sắp cưới cho con ngươi là ai biết không? Bạch hòa thượng, đó là đứa con gái nhà láng giềng của con. Hai trẻ có cảm tình với nhau từ nhỏ, nên khi chúng thành niên, con cho tác hợp thì có gì là sai quấy? Hà hà, mới bà cháu cháu đó mà nay đã vợ vợ chồng chồng, thằng ôi chúng sanh có mắt như mù. Bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi khai thị cho kẻ ngu muội, con không được rõ thánh ý. Có gì đâu là mờ mịt, chỉ vì ngươi không thấy. Đứa con gái kia là mẹ ngươi ngày trước, do vì khi sắp chết, người lưu luyến đứa cháu nội không nỡ rời, nên thần thức đầu thai lại cõi đời để sống gần nó. Phú ông nhẩm lại, thì quả nhiên cô gái thua cậu con 4 tuổi, nghĩa là cô ra đời đúng lúc bà mẹ ông mất, lúc con trai ông lên 4. Bạch hòa thượng, quả như ngài nói, mẹ con khi mất đã cầm chặt tay đứa cháu nội, bà rất yêu cháu vì nó là đứa cháu trai duy nhất. Nay sự tình vậy thì con không dám làm cái việc ác tại đình thế kia, xin hòa thượng chứng minh cho con được thế phát xuất gia, biến nhà thành chùa. Rạp trang hoàng cho tiệc cưới, trong chốc lát được sửa lại thành đạo tràng. Phú ông cung thỉnh sư lên pháp tòa, thuyết pháp cho bá tánh đến dự và coi đám cưới. Nghe xong thời pháp, mọi người đều xin quy y Tam Bảo, từ bỏ sát sanh, chú rể xin cha theo vị hòa thượng về núi tu hành, còn cô dâu nguyện trọn đời ở vậy, phụng dưỡng cha mẹ cho đến khi hai thân khuất núi, rồi cô cũng xuất gia. Tại biên giới của tỉnh Tây Khương, sát với Tây Tạng, có một bà lão sống cô độc. Chồng và đứa con trai duy nhất của bà đã qua đời. Bà sống nhờ một thửa đất nhỏ trồng những hạt ngũ cốc. Vì cuộc đời đã trải qua nhiều gian truân từ nhỏ, bà lão cảm thấy nghiệp chướng trong người rất nặng, nên đã cố công tìm hỏi những người chung quanh phương pháp chuộc tội để cầu xin cho tâm hồn được bình yên. Cuối cùng thì bà được một người hành hương tốt bụng truyền cho một câu thần chú của Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu thần chú gồm có 6 chữ Án Mani Bát Di Hồng, được gọi là Lục Tự Đại Minh Chú, có thể dùng để giải trừ những nghiệp chướng. Tội nghiệp cho bà già thôn giả đã dốt nát lại không biết chữ. Trên đường về nhà, bà lẩm bẩm cố học thuộc lòng nhưng đã nhớ lộn cách phát âm, trở thành Án Mani Bát Di San. Để khích lệ cho việc đọc câu kinh sám hối này, bà bày ra 2 cái chén, một cái chén không, còn một cái thì để đầy những hạt đậu nành. Mỗi khi đọc xong một câu thần chú, bà nhặt một hạt đậu từ trong chén đầy bỏ sang cái chén không, cho đến khi cái chén không đã chứa đầy đậu thì bà làm ngược lại. Bà lão đã không ngừng nghỉ, thành tâm tụng niệm suốt 30 năm. Lòng thành kính của bà đã ứng hiện, cho nên sau này những hạt đậu không còn cần đến bàn tay của bà nhặt lấy,
Cứ một câu thần chú vừa được phát âm ra thì một hạt đậu tự động nhảy sang cái chén bên cạnh. Bà lão thấy những hạt đậu tự động nhảy nhót cộng hưởng với âm điệu của câu thần chú thì biết rằng sự tu hành đã đúng đường và giai đoạn sám hối sắp sửa chấm dứt, cho nên bà càng phấn khởi tụng niệm hăng say hơn. Hôm nọ, có một vị cao tăng từ Tây Tạng vân du qua đó. Khi đi ngang qua chiếc lều tranh lụp sụp của bà, nhà sư thấy có ánh hào quang tỏa ra rực rỡ. Vị cao tăng này lấy làm kinh ngạc. Ông nghĩ rằng bên trong túp lều tranh thế nào cũng có một vị chân tu đắc đạo. Ông vội vã vào thăm hỏi. Bà lão lấy làm vui mừng khi thấy vị cao tăng đến thăm. Bà quỳ xuống đảnh lễ, mà miệng thì vẫn cứ tiếp tục lẩm bẩm câu thần chú Án Mani Bát Di Sanh. Vị cao tăng lấy làm ngạc nhiên vì không hiểu ánh hào quang rực rỡ mà ông thấy phía bên ngoài xuất phát từ nơi đâu. Ông lần lần hỏi thăm. Chẳng hay nữ thí chủ tu luyện bao nhiêu năm rồi, ở đây còn có ai khác nữa không? Thưa ngài, ở đây chỉ có một mình tôi sống cô độc hơn 30 năm nay. Bà lão đáp, thật tội nghiệp, bà ở một mình chắc buồn lắm nhỉ? Không đâu, tuy chỉ ở một mình, nhưng hàng ngày tôi tu hành và tụng kinh sám hối để kiếp sau có thể hưởng được nhiều phúc đức của kiếp này. Nhờ vậy mà tôi không cảm thấy buồn khổ, nhất là từ lúc được một người hảo tâm chỉ cho cách tu luyện thì tôi càng có can đảm để sống hơn. Bà đang tu luyện kinh sách nào vậy? Ồ, tôi không biết chữ, cho nên chỉ tụng niệm duy nhất một câu thần chú, Án Mani Bát Di Sanh. Nhà sư thở dài tiếc nuối. Bà lão ơi, bà đã đọc sai câu thần chú đó rồi, phải phát âm là Án Mani Bát Di Hồng mới đúng. Đến lúc này thì bà lão mới biết là đã đọc sai câu thần chú hơn 30 năm. Bà rất đau buồn vì sự nhầm lẫn trọng đại này. Như vậy thì công trình 30 năm tụng niệm coi như xe cát biển đông. Tuy nhiên, bà cũng cảm ơn sự cải chính của nhà sư. Dù sao thì ngài cũng đã đính chính kịp lúc, bằng không thì tôi còn tiếp tục sai mà không biết cho đến bao giờ mới điều chỉnh cho đúng được. Nhà sư từ giả bà lão để tiếp tục con đường truyền đạo của ông. Bà lão lại tiếp tục công việc tụng niệm của bà, mà lần này với câu thần chú mới Án Mani Bát Di Hồng. Thế nhưng tâm tư của bà còn hỗn độn vì sự việc vừa rồi, cho nên ý chí của bà không được tập trung. Mỗi câu thần chú của bà đã không còn làm cho những hạt đậu hứng khởi nhảy sang cái chén bên cạnh như lúc trước. Bà lão vừa tụng niệm mà nước mắt cứ tuôn rơi. Bà thầm tiếc cho công trình tu luyện hơn 30 năm như trôi theo dòng nước vì đã đọc sai câu thần chú. Nhà sư đi được một đổi xa, ông ngoái đầu nhìn lại thì thấy căn nhà của bà lão không còn hào quang chói sáng. Bây giờ túp lều tranh hiện hình dột nát mà lại âm u buồn bã. Nhà sư giật mình và nghĩ rằng chính ông đã làm hại người Phật tử này không còn tập trung được tư tưởng như lúc trước. Ông vội vã trở lại túp lều tranh và nói với bà lão rằng, lúc nãy ta chỉ đùa với bà thôi, câu thần chú của bà tụng mới thật là đúng. Nhưng tại sao sư phụ lại dối gạt tôi như vậy? Ta muốn thử xem lòng thành kính của bà đối với Tam Bảo như thế nào vậy thôi. Từ nay về sau bà cứ tiếp tục tụng niệm y như cũ là phải phép rồi. Cảm ơn Phật, vậy mà con tưởng rằng công lao 30 năm tụng niệm đã trôi theo dòng nước, đa tạ sư phụ chỉ bày. Sau khi nhà sư ra đi, bà lão lại tiếp tục công việc tụng niệm. Mỗi một câu Án Mani Bát Di Sanh được niệm ra thì tâm hồn bà rộn rã tươi vui và một hạt đậu tự động nhảy sang cái chén bên cạnh. Nhà sư đi lên đến đỉnh núi. Ông ngoái đầu nhìn trở lại thì thấy ánh hào quang phát ra từ túp lều tranh của bà lão đã làm sáng rực cả một góc trời. Câu chuyện báo ứng tội tham dâm tham dục. Người dâm tâm nặng nề sẽ chiêu vời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến. Thời gian gần đây, nhiều người tìm đến tôi trị bệnh rất đông. Quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết 1/3 là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm. Triệu chứng như thế này, đa số bệnh nhân phát hiện mình rất dễ bị mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt,
Mạnh Tứ nói ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy, họ tìm đến tôi, hỏi vì sao như thế? Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự như vậy, thì tôi xin nhắc nhở, có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu. Đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên, bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm tà ý nặng. Thế thì người dâm tâm nặng sẽ chịu cảm hiện thế báo ra sao? Khi một người khởi dâm tâm nặng, tà ý của họ sẽ chiêu vờ rất nhiều loài quỷ mị, đồng thanh, đồng khí tìm đến. Nghĩa là những loài có tâm dâm cực mạnh, có đồng tư tưởng ô uế giống họ sẽ tụ hội bu quanh. Trong đây không riêng gì người ở cõi âm, mà bao gồm cả loài phi nhân súc vật, chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu, tà tu tìm tới. Cao hơn nữa là loài dâm quỷ. Nghĩa là có đủ loài, đủ hạng, không giới hạn ác quỷ, tà thần hay súc sinh, miễn là có chung khí dâm, ý dâm, tưởng dâm. Chính là do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc hành hạ nhau. Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng, thường viễn ly chánh đạo, bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bồi đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí của con người để tu luyện. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những rung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng 2-3 tên sẽ vây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng với người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng vấy nhiễu thường sẽ bất giác khởi dâm niệm, thậm chí là dù có ở trước tượng Phật cũng không kìm được tâm dâm. Tối tối thường mộng thấy hành lạc, hoặc họ không tự giác, đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh di tinh. Vào ban ngày, đa số những người bị quỷ mị hấp tinh, vây hãm bầu bạn thì họ rất suy, mắt lờ đờ, ưa buồn ngủ, tinh thần không phấn chấn, thân tâm mỏi mệt, khẩu khí tanh hôi, uế chuột. Nếu thân mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý, bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà vây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ tìm tôi nhờ khám bệnh nữa, nên xin mách một phương pháp giải quyết tốt nhất, đó là phải lập tức sám hối tất cả niệm dâm dục trong quá khứ, những lỗi nhiễm ô do xem văn hóa phim ảnh, truyện sách xét, đồi trị. Từ trên net hay là băng đĩa hoặc là bất cứ ở đâu, bạn phải sám hối tất cả, không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tà dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dũng khí, thệ nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ của các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sao? Tôi có quen một tiểu đệ diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm. Chú hay bị mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm, nên tôi đã bỏ thời gian quan sát, tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc, thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm, thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thỉu này, thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có một hay hai tên thôi đâu, mà có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì tẩm lợm muốn nôn, hèn gì mà bộ dạng chú quá là u ám, mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến như vậy, đem tinh, khí, thần, quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày vây quanh, chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Chúng ta phải biết là, tinh, khí, thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh, sáng trí, do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát, rò rỉ hết. Chỉ vì mê vài giây hưởng khoái cảm dục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe của mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, ta dục lan chạ thì luôn có hấp tinh quỷ châu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này, ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu hoàn tinh lực, vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe, chúng ta phải nương vào tinh, khí và thần. Nếu tinh, khí, thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quỷ mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra, đương sự còn bị nhiều bệnh như là bệnh phụ khoa, nam khoa, nặng nề, rất là khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại. Tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo, chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo. Nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được như vậy mới có thể hồi phục chánh khí, trăm tà chẳng xâm hại.
13 quả báo đáng sợ của tà dâm, người hiện đại nhất định phải hiểu. 1. Hao tổn phúc báo. Hao tổn phúc báo một cách nghiêm trọng, địa vị, tài phú mà con người ta nên có được cũng theo đó mà giảm bớt đi. Có những người bát tự khá là tốt nhưng cuộc sống thực tế lại không được như ý, rất nhiều lúc chính là vì phạm tội bất hiếu hoặc tà dâm mà hao tổn phúc báo của mình. Nếu như nói phúc báo của con người ta giống như một chiếc thùng, thì tà dâm chính là cái lỗ dưới đáy thùng. Có bao nhiêu phúc báo cũng sẽ đều theo đó mà rò rỉ hết. Đặc biệt là các trang mạng và phim ảnh ngày nay tràn ngập những nội dung sắc tình loạn dục, ảnh hưởng sâu nặng đến tâm trí của con người ta. Hao tổn phúc báo thật to lớn mà lại mau chóng. Thời đại mạng Internet này, tích phúc thì dễ mà tạo nghiệp lại càng dễ hơn. Thứ hai, tổn hại phẩm đức cao quý. Những người tà dâm không có khí chất tôn quý, thường bị người đời khinh thường, đi đến đâu cũng đều khiến người khác xem thường. Thứ ba, làm việc không thuận lợi. Công việc chướng ngại trùng trùng, dẫu rằng có những chuyện mắt thấy đã sắp thành công cũng sẽ bởi vì tà dâm mà sắp thành lại bại. Thường thất bại một cách không giải thích được. 4. Lo sợ trùng trùng, thiếu lòng tự tin, trên người không có chính khí, không dám thấy mặt cấp trên, không dám đi vào chùa miếu, sợ quỷ thần, sợ bóng tối, nhát gan chột dạ. 5. Tổn hại linh tính con người, trí nhớ kém, khả năng tiếp thu kém, trong nháy mắt thì đã không còn nhớ gì nữa, đầu não không thanh tĩnh, mơ mơ màng màng, năng lực học tập yếu, năng lực lý giải và phán đoán kém, dẫn đến mất ngủ đặc biệt nghiêm trọng, cho đến tinh thần xảy ra vấn đề. Thứ 6, tàn phá dung nhan, tóc khô vàng, bạc sớm, da dẻ kém, già nhanh. Thứ 7, thân thể suy kiệt, chức năng cơ thể kém, ủ rũ, không phấn chấn, không khởi tinh thần lên được, sức đề kháng bệnh tật kém, dễ dàng bị mắc bệnh, khí lực yếu, đi chưa được mấy bước đã cảm thấy mình mẩy đau nhức. Thứ 8, bệnh tật đầy thân, tà dâm sẽ chiêu mời các chứng bệnh lây qua đường tình dục. Bệnh lây qua đường tình dục khác với những chứng bệnh khác, phần đông là có liên quan với tà dâm và ma túy, rất ít khi vô duyên vô cớ mà mắc phải. Xét đến cùng là có liên quan với tâm không thanh tịnh, dù không làm chuyện qua đêm với gái mại dâm cũng sẽ có liên quan với những hành vi tà dâm khác. Nếu làm quá nhiều chuyện tà dâm, biện pháp an toàn cũng không phòng được, luôn xảy ra điều bất trắc. Có những căn bệnh tình dục rất khó chữa trị, thậm chí có khả năng cả đời không khỏi. Đương nhiên, chẳng may mắc phải rồi cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Dạng pháp thế gian đều là do tâm sinh, mắc phải bệnh gì thì có liên quan mật thiết với cái tâm đó. Bệnh tình dục là liên quan với tà dâm. Nếu như có thể chân thành sám hối, hoàn toàn dứt bỏ tà dâm từ trên hành vi, lời nói, ý niệm thì bệnh này sẽ dễ chữa trị rồi. Thứ 9, tổn hao phúc báo hôn nhân. Tà dâm dẫn đến tổn hao phúc báo hôn nhân một cách nghiêm trọng, chiêu mời quyến thuộc không như mong muốn. Mọi chuyện đều là có định số, trước khi kết hôn phóng túng bản thân, hao tổn quá nhiều phúc báo của hôn nhân, vậy nên cưới phải đối tượng khó được như ý. Bạn có thể quy kết là tính cách không hợp. Đây là nguyên nhân của tầng thứ nông cạn bề mặt. Trên thực tế, nguyên nhân căn bản ở chỗ phúc báo của bạn đã bị hao tổn quá nhiều. Phúc báo về phương diện này quá mỏng rồi, hôn nhân tự nhiên cũng không được hạnh phúc. Sau khi kết hôn, làm ra những chuyện tà dâm, không kể được che đậy kỹ càng thế nào, cũng đều sẽ dẫn phát vấn đề trong mối quan hệ vợ chồng. Người có nghiệp nặng về mặt này, hoặc nhẹ hoặc nặng, sẽ dẫn đến các loại bất hòa trong quan hệ vợ chồng, cho đến các loại mâu thuẫn. Người có phúc nhẹ về phương diện này lập tức dẫn đến hôn nhân rạn nứt. 10. Đời sau không như ý. Một là dễ dàng chiêu mời hậu quả vô sinh. Người làm quá nhiều chuyện tà dâm hoặc theo nghề tà dâm, chứng bệnh vô sinh luôn cao hơn so với những người bình thường. Hai là dễ dàng khiến cho đời sau thân thể gầy yếu, không có tiền đồ sáng lạng, thậm chí chiêu cảm đứa con ngỗ nghịch. 11. Nạo phá thai. Nạo phá thai là nghiệp nặng giết người. Báo ứng trực tiếp nhất là tổn hại sức khỏe của thân thể, khiến cho quan hệ nam nữ xảy ra vấn đề. Rất nhiều người đã từng nạo phá thai đều có nhận thức rằng, sau khi nạo phá thai thường rất dễ xuất hiện vấn đề trong quan hệ tình cảm với người yêu hoặc là vợ chồng, dẫn đến bất hòa, tranh cãi cho đến chia tay. Đây mới chỉ là bước đầu, quả báo nghiêm trọng hơn còn chờ đợi ở phía trước. 12. Chiêu mời tai họa. Khi phát sinh những vụ hung án, điều cảnh sát nghĩ đến đầu tiên là liên quan đến thù hận, tình cảm hay là tiền bạc. Tà dâm vẫn luôn là một trong những nguyên nhân phá án quan trọng nhất.
Chúng ta trong cuộc sống thường ngày cũng có thể cảm nhận được, sau khi làm ra những chuyện tà dâm, đánh bạc cứ hay thua tiền, lái xe dễ xảy ra tai nạn, chuyện xui xẻo gì cũng đều gặp phải. 13. Kiếp sau đọa vào ba ác đạo. Người tâm phàm nhẹ vào thiên giới, người ác tâm nặng xuống địa ngục, người đắc đạo xuất khỏi luân hồi, người bị dâm dục khống chế là biểu hiện tà dâm cực mạnh, rơi vào ác đạo là kết quả tất nhiên. Quả tất nhiên. Nai rừng biết trọng chữ tín. Trong một khu rừng thẳm trên núi cao, có một bầy nai cùng nhau chung sống, con số lên tới cả trăm. Chúng đi theo những cánh đồng xanh mơn mởn, vừa ăn vừa đùa giỡn, chẳng mấy chốc tiến dần đến chốn thành thị, có người ở. Hôm ấy, nhà vua dẫn đầu một đoàn tỳ tùng ra khỏi thành, hướng về thôn giả săn bắn. Người ngựa khắp nơi, đoàn nai kinh hãi chạy toán loạn. Có một con nai đang mang thai, bị bỏ lại phía sau, không cách nào chạy kịp, vừa đói lại vừa mệt. Nó sinh hạ được hai con nai. Con nai mẹ mang hai con nai giấu vào một nơi kín đáo, rồi vội vàng nghĩ tới chuyện kiếm ăn, vì trong lòng đang khủng hoảng. Nó bất cẩn sa xuống hố, lo lắng cho hai con, nó sốt ruột tìm đủ cách để thoát khỏi hố, nhưng không thoát được, bèn kêu khóc thảm thiết. Thợ săn nghe thấy tiếng kêu khóc, chạy đến xem thì thấy một con nai lớn, vui mừng vô cùng, tính đem lên giết. Nai mẹ quỳ xuống khấu đầu gian xin: "Tôi vừa sinh được hai con, song chưa tìm được thức ăn. Xin các ông làm phúc thả cho tôi ra một lúc để tôi về thăm các con của tôi và chỉ cho chúng chỗ nào có nước, có cỏ để chúng có thể tự kiếm sống một mình, rồi sau đó trở lại chỗ chết. Tôi thề không sai hẹn." Thợ săn thấy nai mẹ quỳ xuống với dáng điệu van nài như thế, vừa kinh dị quái lạ bèn nói: "Là một người trong đời, ai cũng tham sống sợ chết, huống chi mì là loại thú vật. Bây giờ mì đã đến tay ta, ta bắt được mì rồi, làm gì có chuyện ta thả mì ra." Họ không hề có ý định thả nai mẹ về. Nai mẹ khóc ướt cả mặt, liên tục khấu đầu cầu khẩn: "Mạng sống của tôi hiện thời đang nằm trong tay các ông, tôi không hề tiếc chút thân tàn này, chỉ thương xót hai con thơ dại. Nếu các ông bằng lòng thả tôi về thì hai đứa con của tôi mới sống sót được, bằng không chúng chỉ có nước chết mà thôi." Thợ săn thấy nai mẹ van nài với những tình cảm không khác gì loài người, họ không thể nào không cảm động, nên cuối cùng thả cho nai mẹ ra đi. Nai mẹ chạy về chỗ giấu mấy đứa con, vừa buồn vừa vui. Chỉ chúng nó biết ở đâu có nước uống và ở đâu có cỏ ăn, xong rơi lệ mà nói: "Lúc nãy mẹ ra ngoài không cẩn thận nên bị rơi vào tay thợ săn, chút xíu nữa thì không về gặp được các con. Vì mẹ lo nghĩ cho các con nên xin họ thả ra chút lát để về thăm các con. Các con thật là bất hạnh đáng thương, từ nay các con không có mẹ săn sóc nữa. Mẹ hy vọng các con sẽ sống tốt sau này nếu như không có mẹ." Nói tới đây, nay mẹ bỏ các con lại mà đi. Hai con thấy mẹ đi rồi trở về mừng rỡ vô cùng. Bây giờ lại nghe mẹ nói sẽ đi nữa, bèn theo gót vừa đi vừa kêu khóc. Nay mẹ quay đầu lại nói: "Các con không thể nào theo mẹ được, nếu không mẹ con chúng ta đều sẽ bị giết hết. Mẹ được về thăm các con một lúc như thế, có chết cũng cam lòng." Nhưng nai con nhất định theo mẹ đến chỗ có cái hố. Thợ săn thấy nai mẹ về, theo sau lại có hai chú nai con, trong lòng lại thấy bất nhẫn nên thả cho mấy mẹ con nai về hết. Họ bèn đem chuyện này lên tâu với nhà vua. Nhà vua cũng thấy loài nai thật biết trọng chữ tín, còn hơn loài người, bèn hạ lệnh cấm săn bắt nai. Cho nên từ đó bầy nai mới được sống tự do đi lại, chơi đùa tự tại trên những cánh đồng cỏ. Sinh làm nai mà có chữ tín lại biết thương con như thế, thật không khác gì con người. Chỉ cần có tâm từ bi là ngay trong kiếp này đã được quả báo tốt. Lừa gạt người khác chính là tự lừa gạt lấy mình. Giữ chữ tín với người khác tức là tự giúp đỡ lấy chính mình. Duyên xưa nghiệp cũ.
Một gia đình rất giàu, sửa soạn nhà để đón dâu. Phú ông đang bận rộn với việc cưới thì gia nhân vào, báo có một sư tăng đến khất thực hóa duyên. Vốn là người mộ đạo, phú ông vội vàng ra nghênh tiếp mời nhà sư vào nhà. Thỉnh ngồi ở ghế thượng khách, vị sư chỉ chống kích trượng, đứng cười ha hả. Tuy lạ lùng trước cử chỉ của nhà sư, nhưng phú ông không dám có ý nghĩ đấy là người cuồng ngạo. Bởi trong mọi dáng vẻ, ngài đều có tiên phong đạo cốt, phú ông biết đấy không phải là một người thường giả bộ. Ngước nhìn đôi mắt sáng như sao của nhà sư, phu ông bất giác rơi lệ quỳ mọp xuống. Bạch hòa thượng, đệ tử ngu dốt nay có phước duyên được người chiếu cố, xin người từ bi dạy bảo. Ha ha ha, chúng sanh mê muội làm tội ác tày trời, còn hí hửng đánh trống thổi kèn. Trong khi nhà sư nói vậy thì từ nhà sau vọng lên tiếng kêu thống tiếc. Vị sư nói tiếp: con heo đó là cha của nhà ngươi ngày trước, vì tham tiếc cái gia tài này nên ông ta đã tái sinh làm con heo sao chuồng của nhà ngươi. Phu ông đầm đìa nước mắt: bạch hòa thượng, quá đúng như vậy. Cha con khi sắp chết cứ thao thức tiếc cái gia tài của cái một đời mồ hôi nước mắt này mà dặn đi dặn lại chúng con là phải giữ gìn đừng hoang phí. Nói rồi vội bảo gia nhân đình chỉ việc giết heo. Nhà sư lại nói tiếp: còn đứa con gái người sắp cưới cho con, người là ai biết không? Bạch hòa thượng, đó là đứa con gái nhà láng giềng của con. Hai trẻ có cảm tình với nhau từ nhỏ, nên khi chúng thành niên con cho tác hợp thì có gì là sai quấy? Mới bà cháu cháu đó mà nay đã vợ chồng chồng, thàn ôi chúng sinh có mắt như mù. Bạch hòa thượng, xin hòa thượng từ bi khai thị cho kẻ ngu muội, còn không được rõ thánh ý. Có gì đâu là mờ mịt, chỉ vì ngươi không thấy đứa con gái kia là mẹ ngươi ngày trước, do khi sắp chết, người lưu luyến đứa cháu nội, không nỡ rời, nên kiếp này đầu thai lại cõi đời để sống gần nó. Phu ông nhẩm lại thì quả nhiên, cô gái kia thu con trai ông 4 tuổi, nghĩa là cô ra đời đúng lúc bà mẹ ông mất, lúc con trai ông lên 4. Bạch hòa thượng, quả như ngài nói, mẹ con khi mất đã cầm chặt tay đứa cháu nội. Bà rất yêu cháu vì nó là đứa cháu trai duy nhất. Này sự tình vậy, con không dám làm cái việc ác tài đình thế kia. Xin hòa thượng chứng minh cho con được thế phát xuất gia, biến nhà thành chùa. Rạp cưới trang hoàng lộng lẫy trong chốc lát được sửa lại thành đạo tràng. Phú ông cùng thỉnh sư lên khắp tòa thuyết pháp cho bá tánh đến dự và coi đám cưới. Nghe xong thời pháp, mọi người đều xin quy y Tam Bảo, từ bỏ sát sinh. Chú rể xin đi theo vị hòa thượng về núi tu hành, còn cô dâu nguyện trọn đời ở vậy phụng dưỡng cha mẹ, cho đến khi hai thân sinh khuất núi rồi, cô cũng xuất gia. Câu chuyện thứ nhất, người vợ quá. Trang Tử là một nhà hiền triết của Trung Hoa. Một hôm nọ đi chơi núi, ông gặp một thiếu phụ mặc tang phục, ngồi quạt cho ngôi mộ mới đắp còn ướt đất. Hỏi duyên cớ vì sao, thì cô nàng đáp là người chồng cô mới mất. Trước khi chết, anh chồng có ra điều kiện là nếu nàng muốn tái giá, thì hãy đợi cho mộ chồng khô đã. Chồng nàng chết chưa được bao lâu, thì thiếu phụ có người đến dạm hỏi. Người vợ sợ từ lâu mất dịp mai, nên nàng phải hàng ngày ra mộ quạt cho chóng khô. Trang Tử về nhà, kể lại sự việc này cho vợ ông nghe. Bà vợ cất tiếng thóa mạ người thiếu phụ quạt mồ. Trang Tử cười, khen người thiếu phụ là thành thật, và cho là bà vợ mình chưa chắc đã có đủ kiên nhẫn, đợi chờ như nàng ta. Bà Trang Tử nghe nói thế thì giận dữ, và thề thốt đủ thứ chuyện. Để thử lòng vợ, Trang Tử giả bộ chết và ngầm báo cho một số học sinh thân tín của mình rằng là mình thử lòng vợ mình. Thoạt đầu thấy chồng chết, bà Trang khóc lóc thảm thiết, vật vã đòi chết theo. Đến khi thấy cậu học trò đến, vừa trẻ tuổi lại nịnh đầm rất mực, bà liền nín khóc. Chàng trai giả vờ đau bụng kêu la dữ dội, đòi phải có ốc người hòa với thuốc uống mới khỏi. Bà Trang liền cầm đồ, định đập đầu người quá cố để lấy thuốc.
Trang tử liền nhẩm dậy ngâm ê a: lạ thai cho gái quạt mồ, giận thai cho gái lấy đồ đập tan. Câu chuyện trên đây thực hư ra sao, chúng ta chưa thể quyết đoán được. Nhưng có lẽ chuyện chỉ có thực trong thời kỳ sơ khai, khi con người chưa đủ khôn ngoan để che giấu những tham vọng của mình. Như ngày xưa, lúc mà con người chỉ biết tham lợi, tham tài, tham sát, nhưng còn ít háo danh, nên hai bà vợ trong chuyện đều bày tỏ lòng mình một cách thật thà, công khai. Chưa biết cách che giấu theo kiểu vừa ăn cướp vừa la làng như hậu duệ của họ. Chúng ta ngày nay vậy. Điều khá thú vị của câu chuyện là thái độ của bà Trang Tử khi nghe kể chuyện. Người quá phụ quạt mồ, bà giận dữ chê trách. Thái độ của bà hoàn toàn chân thật. Bà còn chồng, còn sự bám víu, núp bóng vào đấng vua quân mà bà hết lòng yêu mến. Nhưng bà chưa ngờ, cũng như chưa lường được, cái giây phút bơ vơ, cô quả hụt hẫng ở một mình trên cõi đời này. Những giọt lệ xót thương của người ở lại trong lúc bơ vơ, hoảng hốt vì phải đối mặt với cái vô thường, cái khoảng không hụt hẫng, cũng là lúc bà cần một sự nương tựa bám víu hơn bao giờ hết. Anh học trò chính là cái phao cấp cứu đó. Đến lúc này, bà Trang Tử mới thấu hiểu rõ hành động, tâm trạng của người quá phụ quạt mồ. Mỗi khi chúng ta bực tức, giận hờn, muốn cất tiếng thóa mạ hay chỉ trích một hành động xấu của bè bạn, chúng ta đều có một cảm nhận thật thích thú. Ta đứng trên người đó một mực hẳn hoi. Sao mà họ đê tiện, xấu xa, có thể hành động như thế? Càng kể xấu họ bao nhiêu, ta càng cảm thấy nhân cách của mình sáng ngời rực rỡ bấy nhiêu. Lục Tổ có khuyên chúng ta như thế này: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế nhân quá. Có nghĩa là nếu người thật tu đạo, không thấy lỗi thế gian. Câu chuyện thứ hai, đừng vội vàng phán xét. Một vị bác sĩ sau khi nhận được cuộc điện thoại tiếp nhận một ca phẫu thuật gấp, liền vội vã chạy ngay đến bệnh viện và thay trang phục để vào phòng mổ. Cha của bệnh nhân đã không kiềm chế được bực tức mà trách: tại sao ông có thể đến muộn như vậy chứ? Chẳng lẽ ông không biết được rằng con trai tôi đang ở tình thế nguy hiểm sao? Ông đúng là người vô trách nhiệm. Bác sĩ nhẹ nhàng cười rồi nói: thật xin lỗi, vừa rồi tôi không trực ở bệnh viện. Khi nhận được điện thoại, tôi đã lập tức đến ngay. Xin ông bình tĩnh một chút. Bình tĩnh ư? Nếu như người nằm trong phòng phẫu thuật là con trai của ông, thì ông có thể bình tĩnh được không? Nếu như hiện tại con trai của ông chết rồi, thì ông sẽ như thế nào đây? Người cha của bệnh nhân phẫn nộ nói. Bác sĩ lại ôn tồn: được rồi, tôi sẽ đọc thầm kinh thánh, hãy cùng cầu nguyện cho con trai của ông đi. Cha của bệnh nhân lại tức giận nói: chỉ có người thờ ơ với sự sống chết của người khác mới có thể nói được những lời như vậy. Mấy tiếng sau, ca phẫu thuật thành công, bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật đi ra, vui vẻ nói với cha của bệnh nhân: cảm ơn trời đất, con trai của ông được cứu rồi. Không chờ người đàn ông kia trả lời, vị bác sĩ vội vã rời đi và nói: nếu như có vấn đề gì, ông có thể hỏi y tá. Cha của nam bệnh nhân giận dữ, bất bình nói với y tá: ông ta thật là ngạo mạn, ngay cả việc tôi muốn hỏi tình huống của con trai mình có mấy phút đồng hồ mà cũng không được. Nữ y tá rớt nước mắt nói: con trai của bác sĩ hôm qua đã mất vì tai nạn giao thông. Lúc chúng tôi gọi điện cho bác sĩ đến mổ cho con trai ông là bác sĩ đang trên đường đến nhà tang lễ. Bây giờ đã cứu sống được con trai của ông rồi, bác sĩ phải vội vàng trở về để chôn cất cho con trai của mình. Bạn có bao giờ nghĩ rằng nếu chỉ nhìn bề mặt, chúng ta chẳng thể nào hiểu được hoàn cảnh của người khác, rằng họ đang phải trải qua biến cố gì, đang khó khăn ra sao? Người xưa vẫn thường nói: có từng chịu đựng khổ đau mới hiểu được nỗi đau của người khác, có từng đi trên con đường gập ghềnh nhấp nhô mới biết thương người khác, cũng phải trải qua như vậy. Nếu luôn có thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác, chúng ta sẽ tránh khỏi rất nhiều tổn thương không đáng có. Quả thật, cuộc đời sẽ dịu dàng hơn biết mấy nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Người ăn mày mù tìm lại phước báo vì quá khứ. Ngày nọ, một người ăn mày mù bị một đứa trẻ dùng côn gỗ đánh vào trán, làm sưng lên một cái u. Anh ta dùng tay sờ lên chỗ sưng với vẻ mặt không hề tức giận,
vừa dùng tay xoa xoa chỗ đau, vừa cười cười. Một tên ăn mày khác nhìn thấy vậy, cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền hỏi. Cậu mỗi lần bị đánh đều vui tươi hớn hở, lòng của cậu sao có thể độ lượng rộng lớn như vậy? Người ăn mày mù nói, tôi đang tìm lại phúc báo của mình, thật là khó hiểu. Tên ăn mày ngồi kế bên, thốt lên. Người ăn mày mù trầm ngâm một lát rồi nói, tôi sẽ kể cho các cậu nghe câu chuyện này, thì cậu sẽ hiểu ngay. Nói rồi, người ăn mày mù bắt đầu cất lời kể. Trước đây rất lâu rồi, cách kinh thành không xa, có một gia đình giàu có, chủ nhân tên là Kiệu Lôi. Mặc dù vô cùng giàu có, nhưng mãi đến tuổi trung niên, vợ chồng họ mới có một mụn con, nên vô cùng vui mừng, đặt tên là Đại Hỷ. Hai vợ chồng họ vui mừng quá, không biết đối xử với đứa con này thế nào, cho nên nuông chiều Đại Hỷ từ bé, muốn gì được đấy. Thậm chí đứa trẻ muốn đánh ai thì đánh, cả gia đình và người ở đều vui vẻ tiếp nhận. Khi Đại Hỷ lớn lên, cậu ta ngày càng tính tình ngang ngược, khiến cho hàng xóm láng giềng sống cũng không được yên thân. Mỗi ngày Đại Hỷ đều tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc. Một ngày Đại Hỷ đang đi trên đường thì gặp một cô gái xinh đẹp. Hắn ta lập tức nảy sinh ý đồ xấu, có hành vi khiếm nhã với cô gái. Cô gái đang lúc sợ hãi thì gặp được một vị lão hòa thượng cứu đi. Ngày hôm sau, Đại Hỷ tìm đến ngôi chùa mà vị lão hòa thượng kia đang ở. Vừa bước vào cửa chùa thì lão hòa thượng cũng từ cửa chính đi ra. Đại Hỷ đoán rằng cô gái đó trốn ở bên trong, nên muốn xông vào tìm thì bị lão hòa thượng ngăn lại. Đại Hỷ không nói không rằng dùng gậy gỗ đánh vào đầu lão hòa thượng. Có lẽ vì đánh trúng vào huyệt nên vị lão hòa thượng già ngã lăn ra đất rồi qua đời. Đại Hỷ bị quan phủ bắt và kết tội phải đền mạng. Hắn ta không những không hối cải mà còn đổ tội cho vị lão hòa thượng đã chiếm đoạt cô gái kia của anh ta. Gia đình vì muốn giải vây cho con trai miễn khỏi tội chịu chết, nên đã phải bán sạch gia tài để đút lót quan phủ tha mạng cho. Ngay khi chuột Đại Hỷ về, không ngờ đêm đó nhà họ bị cháy dữ dội. Người mẹ bị lửa bốc lên làm mù mắt, người cha bị bỏng liệt người rồi qua đời. Sau đó không lâu, cả người cả của đều bị tan biến mất. Lúc này Đại Hỷ mới tỉnh ngộ, hắn ra sức làm mọi cách để hiếu kính với mẹ. Làm các việc mà xưa nay chưa từng làm, như là nấu cơm, giặt quần áo, đi làm thuê kiếm gạo. Cứ như vậy mãi đến khi người mẹ qua đời. Mấy năm sau, Đại Hỷ cũng vì bệnh tật không có tiền cứu chữa mà ra đi. Đại Hỷ khi xưa chính là tôi ở kiếp này. Ngay từ khi ra đời, tôi đã bị mù lòa và bị cha mẹ bỏ rơi. Người nhặt tôi về nuôi chính là một người phụ nữ nhặt ve chay, tàn tật. Tôi dựa vào sự chăm sóc của mẹ nuôi mà lớn lên. Sau đó mẹ nuôi của tôi vì bị bệnh mà qua đời. Tôi lại trở thành đứa trẻ mù mồ côi. Hôm ấy vì quá đau khổ, tôi đã đến bên mộ của mẹ nuôi, ngồi dựa vào đó mà khóc. Tôi gào khóc đến chết đi sống lại, vừa khóc vừa trách mắng ông trời bất công. Mãi cho đến lúc mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc ngủ thiếp đi ấy, tôi đã gặp một ông lão tóc bạc phơ, mờ ảo hiện ra. Ông lão ấy đưa tay vẽ một cái, làm tái hiện lên rất nhiều việc hung ác khiến tôi khiếp sợ. Cuối cùng ông lão thở dài nói, tất cả những tội ác bàn nãy người chứng kiến đều là những chuyện mà người đã làm ở kiếp trước đấy. Tội nghiệp của người quá lớn, không những bắt nạt con trai, ức hiếp con gái, tiêu xài phung phí, mà điều không thể tha thứ chính là phỉ báng, đánh chết người tu hành. Nghiệp báo vô cùng sâu nặng, nhưng niệm tình ngươi cuối cùng đã biết tận hiếu với mẹ già, nên ngươi mới được đầu thai làm người. Mặc dù được đầu thai làm người nhưng phải chịu tội, ba đời không có tiền bạc, ba đời không có hôn nhân, ba đời làm ăn mày mù. Mẹ nuôi của ngươi ở kiếp này chính là người mẹ của ngươi ở kiếp trước. Bởi vì kiếp trước ngươi có hiếu với mẹ, nên kiếp này bà ấy đã nhận nuôi ngươi khôn lớn. Ở kiếp này, nếu những người có thể giữ được tâm tính làm người tốt, thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng khổ tận cam lai, kiếp sau sẽ có phúc báo. Cặp mắt Thái tử Câu Na La. Thuở xưa ở Ấn Độ có một ông vua tên là A Dục, trị dân rất công bình,
Hồi còn trẻ, tính ngài hay giận dữ, nhưng dần dần, ngài trở nên hiền từ, dịu dàng. Nhờ gương sáng của ngài, nhờ huấn dụ đưa ra, ngài dạy cho dân tính tình nhã nhặn đối với mọi người và lòng bác ái đối với kẻ khổ sở. Ngài lập bệnh viện để chữa trị cho người bệnh, lập công viên để người và vật có chỗ nghỉ ngơi, sai đào giếng để khách bộ hành và vật khỏi bị khát nước, sai trồng hai bên đường những cây ăn quả và cây để làm thuốc. Người con đầu tiên của ngài có cặp mắt đẹp hiền như là chim Câu Na La, vì thế người ta gọi chàng là Câu Na La. Nhà vua rất đỗi yêu mến. Hoàng hậu Liên Hoa là mẹ của thái tử. Hoàng hậu mất sớm, nhưng thái tử rất được vua cha yêu dấu và tin dùng. Lòng từ ái, tính dịu dàng và khiêm nhượng của ngài làm nhân dân rất yêu mến và kính trọng. Vợ ngài rất dịu dàng, bao giờ cũng làm vừa lòng ngài. Tên nàng là Madhavi. Hoàng hậu mất, vua A Dục lấy một người vợ kiêu căng và độc ác, tên là Xích Di. Sau khi nàng sanh được một con, nàng ước ao nó sẽ được nối ngôi vua thay chân Câu Na La. Và tuy không để lộ ra một cử chỉ gì, lòng nàng rất ghét người con ghẻ. Nhân khi vua mắc bệnh nặng, các thầy thuốc đành bó tay, nàng Xích Di tìm cách chữa khỏi. Vua tỏ ý muốn tạ ơn nàng, nàng xin vua cho con nàng được nối ngôi. Thật éo le cho vua A Dục, ngài rất làm buồn rầu vì không thể chiều lòng ân nhân. Ngài nhắc lại lời hứa với chánh hậu lúc lâm chung là chỉ truyền ngôi cho thái tử Câu Na La mà thôi. Ngài nói, ta có thể bỏ ngôi báo, chứ không thể phụ lời hứa được. Thấy chuyện không lành, Xích Di xin nhà vua cầm quyền chánh một ngày, mà nàng sẽ định sao? Nhà vua nghe lời, và nàng định nhân dịp ấy làm những việc ghê gớm. Trong nước có một thành gọi là Đắc Xô Thi La, nổi lên chống lại các quan cai trị của nhà vua. Chính hoàng hậu Xích Di cũng dính vào việc ấy. Thật thế, trước hết nàng cho các quan tiền, rồi bảo lấy thuế dân thành ấy thật nặng. Sau suối dân nổi lên làm loạn, hoàng hậu suối dân nên yêu cầu nhà vua cho thái tử Câu Na La ra cai trị thành ấy, lấy cớ rằng chỉ có thái tử là công bình mới dẹp loạn được. Sáng hôm sau, các đại biểu thành Đắc Xô Thi La đến để yêu cầu việc ấy. Xích Di tâu nhà vua, cho được tự tiện dùng ấn của ngài, là cái ấn dùng để niêm phong những sứ mệnh gửi đi. Thế tức là nàng nắm được quyền hành trong ngày ấy. Rồi các đại biểu, hoàng hậu tán thành lời yêu cầu của họ, tâu vua rằng chỉ có hoàng tử được dân khâm phục, và vì thế đưa dân đến chỗ bình an mà không có cuộc bạo động. Nhà vua nghe lấy làm bối rối, vì ngài nghi hoàng hậu có manh tâm, có gì nguy hiểm bằng sai thái tử đến một thành phiến loạn. Thấy vua lo âu, hoàng hậu giả vờ đau đớn nói rằng, nếu nhà vua còn nghi ngờ lòng nàng, thì từ nay nàng không nói gì nữa. Rồi nàng giả bộ giận dỗi trả ấn lại cho vua, vì nàng biết thế nào vua cũng không nỡ thu. Thật thế, vua A Dục trọng lời hứa, không dám lấy lại ấn. Thái tử cũng một mực xin đi, ngài phải bằng lòng. Nhưng muốn chắc chắn, ngài định cho một đội quân đi hộ thân cho hoàng tử. Hoàng tử từ chối việc ấy, vì ngài nghĩ muốn tránh sự đổ máu, phải hành động rất mau. Nếu đi với đạo quân thì sẽ mất rất nhiều thời giờ. Ngài lại nói rằng, nào phải thấy gươm giáo như rừng, nghe tiếng ngựa hí, voi gầm, tiếng xe, tiếng trống, tiếng kèn mà yên nhân tâm được đâu. Vua không nói gì nữa. Thái tử tư giả nàng Madhavi rồi một mình cưỡi ngựa Madangla phi đi mau như gió. Chàng có ngờ đâu, sau lưng chàng có người kỵ mã phóng nước đại. Đó là người rất trung thành với hoàng hậu, đường mang trong mình một sứ mạng có niêm ấn vua kỹ lưỡng. Thái tử cưỡi bạch mã đi mau như bay, hai bên đường làng mạc núi đồi, đồng lúa rừng xanh như thụt lui lại. Nhưng cái tên chàng còn đến nhanh hơn, vì nhân gian mong ngài đến lắm. Họ sửa soạn tiếp chàng, kẻ thì rắc hoa xuống đường, kẻ thì hái quả đến hiến, đầu đầu cũng dậy tiếng hoan hô. Nhân dân xin thái tử tha tội,
vì dân chúng không dám nổi lên chống vua, mà chỉ vì bọn tham ô quan lại, nghe tiếng kêu vang, ngài lấy làm thương hại, tha lỗi, mà đi vào thành giữa tiếng nhạc vang lừng. Thái tử đặt lại thuế má, chọn người công bình ra trị dân. Dân lấy làm mừng rỡ, và phái đại biểu về tâu vua, tỏ bụng trung thành. Và ca tụng thái tử đã đưa lại sự yên ổn. Thành Đắc Sô Hy La đang vui vẻ, thì bỗng nhiều người cưỡi ngựa theo thái tử vừa đến, và giao cho công chức trong thành một cái dụ. Mở ra xem ai nấy sửng sốt sợ hãi, vì đạo dụ ra lệnh. Phải móc mắt thái tử Câu Na La, kẻ thù lợi hại của nhà vua, và là kẻ làm nhơ nhuốc giống nồi. Đạo dụ lại nói rằng, khi đã làm hình phạt ấy rồi, không được người dân nào giúp thái tử, và cấm không được nói đến tên ngài nữa. Các viên chức không dám cho thái tử biết đạo dụ vô nhân đạo ấy. Sau một đêm lo ngại, họ nói với nhau rằng, nếu ta không tuân lệnh thì sẽ bị nguy hiểm. Đến hoàng tử là người tốt đối với tất cả thiên hạ, mà nhà vua còn bắt tội nữa là chúng ta. Ngày mai, họ dâng đạo dụ lên cho hoàng tử. Đọc xong ngài nói, đây chính là lệnh của nhà vua, vì có niêm ấn rõ ràng. Các người cứ thi hành theo lệnh ấy. Ngài cũng biết rằng vua cha chẳng bao giờ có ra lệnh hành hình con, đó chỉ là do hoàng hậu. Nhưng đã có niêm ấn thì phải tuân theo. Dân gian được tin sẽ thi hành mệnh lệnh tại một khoảng đất giữa thành phố. Đến giờ đao phủ được lệnh móc mắt thái tử, nhưng bọn này chỉ chắp tay cung kính xin chịu. Chúng tôi không ai đủ can đảm để làm việc ấy. Thái tử tháo chuỗi ngọc mang trên đầu đi cho đao phủ rồi nói, đây là tiền thưởng cho các ngươi để làm tròn phận sự. Chúng vẫn một mực từ chối. Sau cùng cũng có một người hình thù quái gở đến xin thay chân bọn đao phủ. Nhưng anh này cũng không có gan dùng tay móc mắt. Anh ta đốt một đống lửa lớn, nung một thanh sắt đỏ, rồi lại gần thái tử. Thái tử ngồi tự nhiên để đốt cặp mắt. Cảnh tượng bấy giờ thật là đau đớn, đến nỗi hàng nghìn người chung quanh ai nấy cũng đều khóc. Hành hình xong, thái tử một tay chống lên người kia, một tay ra hiệu bảo mọi người chung quanh yên lặng. Thái tử khuyên phải xa ngài ra, không được cứu giúp ngài, và kêu tên ngài y như trong đạo lệnh. Họ cúi đầu vừa đi vừa khóc. Trong lúc thái tử nằm phục xuống đất, nghe nắng dội nóng, ngài lê đến một chỗ có bóng mát để nghỉ. Lâu lắm chung quanh ngài yên tĩnh không một tiếng động. Bỗng ngài nghe tiếng chân ngựa dậm gần đến, rồi có tiếng kêu thảm thiết. Nhận ra con ngựa Mandala, ngài nói, còn con nữa, con cũng nên bỏ thầy con. Con ngựa quẩn quanh vài lần rồi đi xa, xa ra khỏi thành phố, một mình lủi thủi trở lại con đường mà nó đã vui vẻ đưa thái tử đi. Mặt trời lặn, một vài người động lòng muốn giúp ngài, song đã có lệnh cấm, họ đành đứng xa nhìn nhau lắc đầu. Sau mãi mới có một bà lão nghèo đi lại gần ngài, lấy nước rửa chỗ đau và lấy cỏ băng lại. Bà đỡ ngài dậy, dìu ra khỏi cổng làng, rồi đành thở dài trở về. Trong lúc thái tử đang đau đớn, thì đại biểu thành Đắc Sô Ti La được vua tiếp đãi ân cần. Thấy nói thái tử được tung hô tôn trọng, lòng nàng Madhavi cũng bớt lo sợ. Vì nghe chồng nàng phải đi dẹp loạn, nàng vẫn áy náy không yên. Mấy ngày sau, rút ruột, nàng đi đến chỗ nàng từ biệt chồng. Qua ngày thứ ba, nàng bỗng thấy con ngựa Madala trở về một mình. Một tư tưởng ghê gớm thoáng qua óc nàng, rồi như cây gỗ bị đốn gốc, nàng ngã xuống bất tỉnh. Tỉnh dậy, nàng nghĩ rằng có lẽ chồng nàng đã bị dân nổi loạn giết chết. Sao ta lại không tin chồng ta còn sống? Nếu chưa được tin chắc chắn, sao ta không đi tìm chồng? Nghĩ vậy, nàng không để mất một phút, trở về cung trút bỏ đồ trang sức, ăn bận như người thường dân, rồi trốn đi tìm chồng nàng, không dám cho vua biết, sợ vua vì thương mà cầm lại cha. Nàng lủi thủi đi về phía thành Đắc Sô Ti La, ruột đau như cắt, dọc đường gặp ai nàng cũng hỏi, có gặp thái tử hay không? Đi ngày này sang ngày khác chẳng được tin gì cả. Một buổi sáng vừa ra khỏi chỗ trú đêm, nàng liền gặp một người nông phu đang gieo mạ.
Người ấy nói lúc rạng đông, nhân đi qua đám rừng nhỏ, thấy có một người trẻ tuổi mù mặc áo ra dáng ông hoàng. Người nông phu liền cho người ấy mấy quả cây hái ở trong rừng và một chén nước lã. Nàng Badavi liền đến chỗ ấy thì nàng thấy cậu Nala một mình ngồi trên phiến đá. Nhưng đau đớn thay, cặp nhẫn tuyến của chàng đã tắt hẳn. Nàng khóc nức lên và quỳ xuống trước chàng, nghẹn ngào, cầm lấy tay chàng hôn. Nghe nước mắt nhỏ xuống tai, thái tử cảm động, đoán là nàng Badavi, nhưng chàng chưa dám tin. Đến khi nghe rõ tiếng nàng thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng bảo nàng ngồi xuống. Trong lúc đang đau khổ ấy, được gặp người thân yêu, nỗi vui mừng khôn xiết. Thái tử thuật lại cho vợ nghe những chuyện xảy ra, rồi nàng đỡ chàng đứng dậy, đưa chàng cùng về ra mắt vua cha. Về phần vua A Dục, từ khi nghe tin con ngựa Madala về một mình và nàng Madavi đi trốn, ngài rất lo ngại. Tức khắc sai sứ về thành Dakshothila để hỏi tin thái tử và tìm nàng Madavi. Nhân dân trong thành thấy vua lo ngại cho thái tử, liền hiểu họ bị cái vụ đầu tiên lừa. Sợ bị nghiêm trị, họ bèn tìm cách lừa sứ giả rằng thái tử đã một mình về triều, dân chung quanh không dám hé răng, vì chúng biết rằng nói sẽ bị trừng phạt. Sứ giả nghi dân đã giết thái tử, nhưng không có chứng cớ gì đành trở về. Trong khi ấy, hai vợ chồng thái tử cùng dắt nhau về kinh. Bấy giờ thái tử đã trút bỏ bộ quần áo ông hoàng mà khoác đồ rách rưới, vì trong cảnh ấy đồ trang sức chỉ làm thêm đau lòng. Đi qua làng, hai vợ chồng cất tiếng hát trong trẻo dịu dàng, dân làng động lòng đưa cho đồ để ăn uống. Một ngày kia, hai người đi đến cung điện của nhà vua. Lính canh cửa thấy người lam lũ nên không cho vào, nhưng thấy cảnh thương hại, áo rách bùn lầy bụi bặm nên cho vào trú trong chỗ chứa xe. Mệt mỏi, hai người ngủ thiếp đi. Ngày mai, vua A Dục đang buồn rầu vì nghĩ đến con, thì ngài giật mình vì nghe tiếng hát quen tai. Đó là tiếng hát của thái tử ở trong nhà chứa xe. Vua nhận ra đây là tiếng của con mình, nhưng còn sợ lầm. Ngài sai ra hỏi xem ai đang hát. Cận thần tâu rằng đó là tiếng hát của người ăn mày mù đi với một người vợ. Vua liền sai dẫn cặp vợ chồng kia đến sân rồng. Thoạt đầu nhìn thấy người ăn mặc rách rưới, vua còn nghi ngờ chưa dám nhận là con. Nhưng bộ mặt hiền từ phúc hậu kia thật là của thái tử, còn làm sao được. Hơn nữa dầu nàng Badavi áo quần thô kệch cũng còn dễ nhận. Vua đưa mắt nhìn dâu, nhìn con rồi ôm choàng cả hai mà khóc nức nở. Một hồi lâu, vua mới định thần lại, hỏi vì sao thái tử mắc nạn. Khi hiểu nguyên do, vua nổi giận hỏi rằng: đứa nào dám dùng ấn của trẫm để làm việc tài trời kia? Thái tử ngồi im, vì chàng không muốn nói vì sợ hoàng hậu bị nghiêm phạt hỏi mãi. Nàng Badavi mới nhắc lại cho vua rằng hoàng hậu Xích Di có được phép dùng riêng ấn của vua trong một ngày. Đã nhiều lần vua nghi hoàng hậu có bụng ác với thái tử, vì ngài nghĩ rằng hoàng hậu muốn con được nối ngôi, tức là muốn trừ hoàng tử Câu Na La. Tuy nghi như vậy, nhưng ngài vẫn không dám tin. Nhưng bây giờ cớ sự đã rõ ràng, ngài liền truyền lệnh cho hoàng hậu đến. Về phần hoàng hậu, từ khi thi hành được thủ đoạn mất ăn mất ngủ, hãy chợp mắt là thấy hiện ra cảnh mắt của thái tử bị hành hình. Thế rồi vừa tỉnh dậy vừa la. Nàng lo rằng tội nàng sẽ có ngày bị tiết lộ. Nàng tưởng tượng ra rằng từ vua chí dân lính cán quan lại, ai cũng nhìn thấu rõ tâm can mình, khiến nàng càng thêm khoắc khoải lo sợ. Khi có lệnh đòi, nàng đoán biết là việc bị bại lộ. Lúc thấy các tội ác của mình, nàng hối hận, nhưng không nói ra tiếng nữa, chỉ cúi gằm mắt xuống, đợi lời tuyên án. Thái độ ấy rõ ràng hơn lời thú tội. Vua A Dục nổi giận mắng lớn và truyền rằng, trước khi đưa hoàng hậu ra chém, con bắt phải chịu nhiều cực hình đau khổ đã. Thái tử tâu xin vua mở lượng từ bi giảm tội cho nàng, nhưng nhà vua không nghe. Thái tử bèn quỳ xuống nói rằng: tâu lại phụ vương, nào phải một mình hoàng hậu phạm tội đâu. Đó chỉ là kiếp trước con làm nhiều tội ác, nên nay bị nghiệp báo thôi. Đã từ lâu,
con cố nhớ lại xem kiếp trước con đã tạo nên tội ác gì. Nhưng mãi đến tối hôm qua con mới nhớ rõ. Nhà vua ngắt lời: như con thì có tội gì, con là người tốt nhất trên đời này. Thái tử cảm động đáp: một người hiền lương chưa hẳn là vô tội, vì nếu kiếp này ăn ở hiền lành nhưng kiếp trước bạc ác thì cứ phải chịu quả báo. Tâu phụ vương, thuở xưa có một người đi săn, một hôm thấy 50 con dê rừng trong núi, liền lung núi bắt hết. Anh ta nghĩ rằng nếu giết hết thì tiêu thụ làm sao cho hết, chỉ bằng ta móc mắt chúng đi, không cho chúng trốn được, ta sẽ lần lượt đưa từng con tới tỉnh mà bán. Nghĩ thế anh ta không ngần ngại, liền dùng tay móc mắt chúng đi, rồi thả vào hang núi để bán dần. Người đi săn ấy là tiền kiếp của con. Người đi săn ấy đã làm đau khổ 50 chúng sanh, ngày nay là ngày cuối cùng, người ấy trả nợ vậy. Vua già nghe lấy làm cảm động, còn phân vân chưa tin, thì thái tử ngồi ngay ngắn lại, chắp tay trước ngực mà nói rằng: nếu lời tôi nói đúng sự thật, thì xin Phật chứng minh cho, và mắt tôi sáng lại. Lời nói vừa dứt, mắt thái tử bỗng sáng như thường, vua A Dục và nàng Ma Đa Vi suýt bao vui mừng. Vua bất giận và ra lệnh ân xá cho nàng Xích Chi, chỉ buộc nàng phải tìm chỗ yên để sám hối tội lỗi. Vua từ đó ngôi báo vững vàng, còn thái tử chính thức được phong Đông Cung để nối ngôi vua cha sau này, và nàng Ma Đa Vi sẽ là hoàng hậu. Thái tử Câu Na La là tiền thân của Phật Thích Ca vậy. Con hổ báo ơn. Ngày xưa có một gia đình rất đông con, quanh năm vất vả với nương rẫy, trồng lúa, tỉa ngô, hàng năm cũng không đủ cơm ăn, đến nỗi ăn rau rừng không kịp mọc, ăn măng rừng đến nỗi không kịp nhú khỏi mặt đất. Phát rẫy to 6-7 quả đồi cũng không đủ lúa ngô nuôi con ăn, đến nỗi không còn lúa giống. Một hôm, người cha lên rừng thăm bẫy, đến chỗ đặt bẫy. Ông thấy cây cối ngã nghiêng, đất đá xứ tung lên như một vũng nước trâu tắm. Ông quan sát kỹ, nhưng chẳng thấy con thú nào cả. Ông nhìn ngược xuôi lên thì mới phát hiện là cần bẫy của mình bị gãy. Ông lần theo dấu vết con thú kéo cần bẫy đi. Từ đồi này qua đồi nọ, từ suối này qua suối khác, ông đã đi hết cả ngày, nhưng rồi tìm vẫn chưa thấy. Bụng đã đói, ông mệt lả vác cây giáo cũng không nổi, nhưng ông vẫn kiên quyết phải lần cho bằng được con thú này. Ông ta lần theo dấu vết tới một nơi rừng sâu, tùm cây lá thì tự nhiên dấu vết không còn thấy nữa. Ông ta lùng sục khắp khu rừng đó, tới một tràn cỏ chỉ bằng cái rẫy nhỏ thôi. Giữa tràn cỏ có một bụi lúa dại đang chín vàng như lúa mình trồng ngoài rẫy. Đếm lên đếm xuống, đếm tới đếm lui chỉ có 7 bụi. Ông ta vội vàng lấy túi đeo của mình, tuốt hết 7 bụi lúa vừa đầy vào túi đeo, đeo túi lúa đi về, nửa mừng vì có thêm một túi lúa giống, nửa lo âu suy nghĩ trong đầu: con thú dính 7 của mình là con gì? Trên đường về, ông bóc một nắm lúa, cắn từng hạt bỏ vỏ, nhai cho đỡ đói bụng. Ông ta vừa lững thững đi về, vừa nhai hạt lúa. Về tới nhà thì đêm đã khuya, vợ con ông cũng đã đi ngủ rồi, nhưng bếp lửa thì vẫn còn mờ mờ sáng. Trước khi đi ngủ, ông ta kêu túi lúa ở cột nhà, và sau đó ông đi nằm cạnh vợ. Trong đêm tối bếp lửa mập mờ, bỗng dưng vợ ông la hét và run sợ vì bà ta nhìn thấy thân hình ông biến dạng thành hình một con vật lạ lùng. Ông ta giật mình đứng dậy thổi bếp lửa cho sáng. Lửa sáng lên thì bà ta thấy ông vẫn là hình người. Cứ như thế qua một đêm, đến sáng hôm sau thì người vợ hỏi chồng: hôm qua ông đi thăm bẫy về khuya, lúc ông nằm cạnh tôi, lửa bếp mờ mờ sáng, tôi thấy thân hình ông kỳ lạ quá. Nó rằng ri đốm trắng đốm đen, không biết giống cái gì, tôi sợ quá ông à. Ông chồng trả lời: sao bà nói năng gì kỳ lạ thế? Mỗi khi bà có như vậy đâu. Hay là bà mơ? Hay là bà có ốm đau gì không? Hay là bị quỷ thần nhập vào rồi? Bà vợ chưa biết đầu đuôi câu chuyện gì nên bỏ qua chuyện kỳ lạ đó. Một hôm, trong lúc người chồng đi vắng, người vợ vô tình đụng cái nia vào túi lúa dại kia, làm đổ túi lúa. Bà ta lượm lại từng hạt, bỏ vào túi.
tưởng rằng ông ta đã đi xin lúa hàng xóm để làm giống. Theo thói quen, bà ta bốc vài hạt lên nhai. Đêm hôm đó, trong lúc đang ngủ, bếp lửa mờ mờ lúc sáng lúc mờ. Người chồng lại nhìn thấy vợ, giống như lời vợ nói với mình. Ông ta hốt hoảng và chợt nhớ đêm hôm đó, ông đi thăm bẫy về, có nhai hạt lúa dại kia nên mới bị như thế. Ông ta trầm ngâm suy nghĩ và nói với vợ, thôi, ta đi ngủ đi, đừng bận tâm gì. Nhưng người vợ vẫn chưa biết chuyện gì. Ngày hôm sau, người chồng rất lo âu vì tận mắt để nhìn thấy vợ cũng bị như mình, nên mới nói với vợ sự thật về lúa dại từ trong rừng mang về, và để xem thử như thế nào, có đúng thật là như thế không. Ông chồng bàn với vợ, này bà ơi, hay là ta cho con mỗi đứa một ít, xem tụi nó ăn thử như thế nào, có thật như vậy không? Nếu thật vì lúa dại, thì dù sao bà và tôi cũng đã ăn rồi, còn con cái thì chưa. Bà lỡ không cho tụi nó ăn, thì chỉ có hai vợ chồng mình bị, thì tụi nó bơ vơ, không cha không mẹ, không có ai nuôi nấng. Nếu cho tụi nó ăn như mình, thì tụi nó cũng giống như mình thôi. Thế là hai vợ chồng đồng ý với nhau, để sáng mai rủ chúng nó lên rẫy, rồi cho từng đứa một ăn. Và nói dối, tụi nó nhà mình đi tỉ lúa. Hôm sau sáng sớm tinh mơ, người cha gọi từng đứa con mình dậy sớm cùng lên rẫy. Nghe cha mẹ nói là đi tỉ lúa, tất cả các con đều nghe theo. Người thì cây chọc lỗ, người thì chuẩn bị cái rổ đựng lúa, hớn hở cả nhà kéo nhau lên rẫy. Đến rẫy, người cha nói với các con, hôm nay ta tỉ lúa, các con bỏ hạt lúa trong từng lỗ, đừng bỏ nhiều nhé. Chỉ bỏ từ 1 đến 2 hạt thôi, vì lúa này giống tốt lắm. Nếu ta bỏ nhiều quá thì không đủ, tỉ hết rẫy của mình đâu. Nếu thừa ta sẽ mang về ăn. Nghe lời người cha, tất cả các con đều làm theo lời cha dặn. Đến trưa, cả nhà đã tỉ xong, số lúa vẫn còn thừa. Trong giờ nghỉ trưa sau khi tỉ xong, người cha chia cho từng đứa, mỗi đứa một nắm nhỏ để ăn. Nghe theo lời cha dặn, các con răm rắp làm theo. Cha mẹ cũng ăn, mọi người cùng ăn. Cả nhà ăn vào đều thấy ngon, ai cũng khen ngon và thơm. Về đến nhà sau bữa cơm chiều, cả nhà họ vẫn thấy bình thường. Đến sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy, cả nhà nhìn nhau. Ai cũng hóa thành con vật kỳ lạ. Người cha thì hóa thành con hổ đực to nhất. Người mẹ thì hóa thành hổ cái. Con trai lớn thì thành con cọp, con beo. Còn nhỏ nhất thì hóa thành con báo. Vậy là cả nhà ăn lúa dại rừng đã biến thành loài thú. Họ rú ầm ĩ trong nhà, chạy náo loạn ngoài sân. Dân làng trong bon nhìn thấy lạ, ai cũng sợ hãi, hoang mang. Người cầm cây, người cầm xà gạt, người giương cung lên, người cầm chày giã gạo đuổi họ ra khỏi làng, tới tận rừng sâu. Và từ đó cả nhà cọp beo báo này không còn là người nữa. Họ đã thành thú vật hung dữ trong rừng sâu, cứ rầm rú trong rừng và từng ngày đuổi bắt những thú vật hiền lành nhỏ thân để làm mồi cho chúng. Còn lúa dại kia đã tỉ rồi, nhưng chờ bao nhiêu ngày tháng vẫn không mọc lên đất mà họ đã tỉa. Chuyện con hổ báo ơn, không ăn thịt người mà ngày ngày còn mang vật tặng quà. Vào thời nhà Đường, đầu những năm kiến trung, tại phía bắc huyện Bắc Hải, Thanh Châu nay thuộc thành phố Duy Phường, Sơn Đông, Trung Quốc, có đài quan sát biển Tần Thủy Hoàng. Bên cạnh đài quan sát là hồ biệt Tẩn Bạc. Cách đó không xa, có túp liều cỏ của một ngư dân tên là Trương Ngư Chu. Một đêm nọ, Trương Ngư Chu đang chìm sâu trong giấc ngủ, thì đột nhiên một con hổ lớn từ đâu bước vào. Vì ngủ say quá, nên ông không hề hay biết sự xuất hiện của con hổ này. Con hổ thấy người ngủ say không có động tĩnh gì, cũng không đuổi đánh nó, nên nó nằm xuống, chẳng mấy chốc cũng lăn ra ngủ. Trời gần sáng, Trương Ngư Chu lờ mờ nghe thấy tiếng thở phì phò bên cạnh, nhưng ông chỉ mơ hồ nghĩ rằng ai đó lỡ bước đi ngang qua nên vào ngủ nhờ. Vì vậy ông không hề để ý, mà lại tiếp tục giấc nồng. Đến khi tỉnh dậy, Trương Ngư Chu mới giật nảy mình, không dám tin vào mắt mình. Một con hổ to lớn đang nằm ngay bên cạnh. Trương Ngư Chu khiếp sợ, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh vì sợ hãi,
hai chân run lên bần bật, không dám động đậy. Lúc này con hổ cũng mở mắt, thấy người đã tỉnh dậy, nên nó lấy chân trước, cào cào về phía trước, như đang vẫy gọi. Lại đây, lại đây. Chuồng người chu tưởng con hổ muốn vồ lấy mình, nên sợ hãi, lùi về sau một đoạn rồi nhắm chặt mắt lại chờ đợi kết quả. Nhưng đợi mãi, sau một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, chuồng người chu khe khẽ mở mắt ra nhìn. Thấy con hổ vẫn ngoan ngoãn nằm im ở đó, không hề có ý muốn ăn thịt mình. Ông thấy vậy mới từ từ lấy lại bình tĩnh. Con hổ thấy người đã mở mắt ra nhìn, nên nó lại tiếp tục đưa chân trước ra khiều. Trường người chu nghĩ bụng, phải chăng con hổ đang gặp vấn đề gì đây? Ông bạo gan đứng dậy, tiến lại gần và kiểm tra cái chân con hổ đang duỗi ra xem. Hóa ra ở dưới chân đó bị một vật cứng đâm vào, tạo thành một vết thương khá dài. Con người chỉ cần bị vết thương nhỏ đã không thể đi lại rồi. Đằng này nó lại bị nghiêm trọng như thế kia, chắc chắn là rất đau đớn. Trường người chu nhẹ nhàng giúp con hổ nhổ vật nhọn đó ra. Con hổ tỏ ra khoan khoái vô cùng, vui mừng chạy ra đám cỏ bên ngoài liều, rồi lại quay lại. Phủ phục trước cửa, cúi đầu cảm ơn ân nhân, rồi nó lại tiến vào trong, áp sát thân vào người Trương Ngư Chu như bằng hữu thân thiết. Mãi một hồi sau, con hổ mới quyết định rời đi. Hổ báo ân. Vào một đêm nọ, trong lúc đang ngủ, Trương Ngư Chu nghe thấy tiếng động bên ngoài liều vọng lại. Ông thấy lạ kỳ nên đứng dậy bước chân ra xem. Chợt nhìn thấy một con lợn rừng đã chết nằm ngay trước liều. Cạnh đó là con hổ đang nằm chờ chực. Vừa thấy Trương Ngư Chu bước ra, nó lập tức tiến lại gần cọ sát vào người ông như hai người bạn thân thiết. Sau một lúc lâu thì nó mới chịu rời đi. Từ đó về sau, hổ thường xuyên cắp thức ăn săn được mang đến cho Trương Ngư Chu. Lúc thì lợn, lúc thì nai. Sự việc này cũng đến ngày gây chú ý tới dân làng gần đó. Họ xì xào bàn tán, cho rằng Trương Ngư Chu là yêu quái, nếu không làm sao một người bình thường có thể sai khiến được hổ. Bất luận Trương Ngư Chu có giải thích như thế nào đi chăng nữa, mọi người cũng không tin. Sau đó còn kiện ông lên quan huyện, nhờ quan xử lý, quan huyện xử án. Quan huyện cũng cảm thấy việc này có đôi chút ly kỳ, tại sao hổ không ăn thịt lại còn mang thức ăn cho người. Quan huyện lập tức thăng đường tra xét. Trương Ngư Chu bị lo lên công đường, cúi đầu quỳ trước mặt quan huyện. Quan huyện đập mạnh chiếc kinh đường mộc xuống bàn, rồi yêu cầu phải khai rõ nguồn cơn. Trương hổ tử, hãy mau mau khai rõ sự tình. Nhà ngươi có quan hệ như thế nào với con hổ kia? Tất cả phải kể chi tiết cho bổn quan đây nghe. Trương Ngư Chu vốn dĩ là người thật thà, trước này không hề làm điều gì sai trái với lương tâm, nhưng quỳ dưới công đường, thấy quan lính đứng kính hai bên, lại bị quan huyện đập bàn thị uy, nên không khỏi thất kinh. Vậy bèn lắp bắp đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho quan huyện nghe, không bỏ sót chi tiết nào. Quan huyện nghe xong bán tính bán nghi, vì để chứng thực lời của Trương Ngư Chu nói, nên phái thuộc hạ cùng ông trở về liều, xem có đúng là con hổ sẽ mang thức ăn săn được cho Trương Ngư Chu hay không. Quả nhiên đêm đó, con hổ xuất hiện đem theo một con nai rừng. Quan lính tận mắt chứng kiến, ai nấy cũng đều kinh ngạc, trở về bẩm báo cho quan huyện. Từ đó Trương Ngư Chu mới có thể chứng minh mình vô tội. Sau khi trở về liều cỏ, vì để cảm ơn tấm thâm tình của con hổ hậu đãi mình, Trương Ngư Chu mời hòa thượng về lập đàn tế trời cầu Phật bảo hộ bình an cho hổ. Đêm đó con hổ lại tha về một con nai cho Trương Ngư Chu. Có một ngày con hổ quay lại phá tan liều cỏ, rồi nhìn Trương Ngư Chu như muốn nói rằng hổ không muốn thấy ân nhân của mình phải tiếp tục cô đơn một mình nơi hoang vắng như vậy. Chân trời góc bể, nơi đâu cũng có làng mạc thôn xóm, nơi đâu cũng có người sinh sống. Ân nhân hãy lên đường, nhất định sẽ tìm được người hữu duyên để cùng an cư lạc nghiệp. Trường người chù hiểu được thành ý của hổ, nên thu dọn đồ đạc chuyển đi nơi khác. Từ đó về sau cũng không ai còn trông thấy con hổ quay trở lại biệt tẩn bạc nữa. Giải mã làng thịt chó, không ai dám giết chó. Ông Thủ từ Hồ Xuân Đức.
người trông coi hương khói đền Giang Xá ở đầu làng Cao Hạ thuộc xã Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội, bảo rằng: "Nói chuyện này cậu không tin, nhưng có một thực tế là ở làng Cao Hạ không có ai dám cầm chài đập chết con chó, cầm dao chọc tiết nó đâu. Cùng lắm họ chỉ dám thui chó, mổ bụng làm lòng khi thợ đã giết chó rồi." Ông thủ tư Hồ Xuân Đức: "Ngày xưa việc giết chó tự tay người Cao Hạ làm, nhưng nhiều chuyện xảy ra lắm nên không ai dám làm cái việc sát sinh ấy nữa. Nhưng đất chật người đông, không mổ chó thì lấy gì mà sống, nên họ vẫn phải duy trì lò mổ. Có điều họ không thực hiện trực tiếp giết chó mà thuê thợ giết mổ từ nơi khác về. Người dân làng Cao Hạ trả công vài trăm ngàn mỗi ngày nên thuê được rất nhiều thợ. Mà với số tiền hậu hĩnh như vậy thì nhiều người dám cầm chày đập con chó, cầm dao chọc cổ nó." Nghe ông Đức nói vậy tôi không tin lắm, nhưng quả thật đến các lò mổ ở Cao Hạ, từ lò mổ lớn đến bé, song không có bất cứ thợ giết mổ nào là người Cao Hạ. Thợ mổ đều được thuê từ các tỉnh khác như là Thái Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, đông nhất vẫn là người Thanh Hóa. Ở Đông Sơn, Thanh Hóa có một ngôi làng mà cả làng đi buôn chó xuyên quốc gia và đi giết mổ chó mướn ở khắp nơi. Người nọ rủ người kia nên có đến mấy chục thợ ở Đông Sơn hành nghề giết chó thuê ở Cao Hạ. Lang thang tìm hiểu ở làng mổ chó Cao Hạ, tôi được nghe người dân kể rằng người Cao Hạ đi đến đâu cũng bị chó sủa, chó cắn. Mặc dù ngôi làng đang yên tĩnh ban trưa, nhưng người Cao Hạ đi qua là chó sủa dậy làng. Người ta đồn rằng người Cao Hạ là khắc tinh của loài chó, mà chó là loài rất tính nhạy nên cảm nhận được trong thời gian tìm hiểu về nghề giết mổ chó ở làng Cao Hạ. Tạt vào chùa Cao Hạ, tôi thấy người ra vào nơm nớp, khói hương nghi ngút, vàng mã khắp nơi. Vàng mã đủ hình 12 con giáp, gồm trâu, chó, ngựa, dê, rồng, chuột, vân vân. Tôi nhận ra bà Dê, một chủ lò mổ chó lớn nhất nhì ở làng Cao Hạ. Bà Dê năm nay tuy đã 56 tuổi, nhưng ăn mặc khá thời thượng, ra dáng một bà chủ lớn. Bà có một tòa biệt thự ở trong làng, cùng một nhà nghỉ ở Hà Nội. Tất cả tài sản đó đều đến từ con chó mà ra. Cũng như những gia đình khác ở Cao Hạ, bà Đê rất sợ gặp vận rủi với nghề sát sinh. Mỗi năm vào những ngày rằm, mùng một ngày lễ, bà đều dùng lễ lạc. Bà đều chuẩn bị lễ lạc chu đáo rồi cúng tế hàng giờ ở chùa Cao Hạ. Người cúng giải hạn cho bà Dê chính là thầy Thích Thanh Thủy, trụ trì chùa Cao Hạ. Tôi tiếp chuyện nhưng bà từ chối cung cấp thông tin. Hầu hết người dân ở làng Cao Hạ đều không muốn nói về công việc sát sinh của mình. Bản thân bà dù đã giàu có lắm rồi nhưng nỗi mất mát còn lớn hơn. Người chồng đầu ấp tay gối đã chết vì nghiệp giết chó. Con cái phương trưởng làm các nghề khác, không theo nghề mổ chó. Bao năm nay bà sống cô đơn một mình trong tòa biệt thự, nhưng buồn vô hạn. Bà đang sống trong khổ đau dằn vặt vì bà tin rằng trăm ngàn kiếp nữa bà phải chịu quả đau đớn vì đã sát hại hàng vạn con chó. Dù bà Đê không tiết lộ chuyện gia đình mình, song cái chết của ông Ca, chồng bà thì cả làng Cao Hạ ai nấy cũng đều biết. Theo đó, nghề mổ chó đã có từ đời ông nội của bà. Ông nội của bà cũng chính là một trong số ông tổ của nghề giết mổ chó ở làng Cao Hạ. Khi đó, gia đình nghèo, ông nội bà phải đi lang thang khắp nơi học nhiều nghề. Cuối cùng, ông học được nghề giết mổ chó từ một chủ lò mổ ở Bắc Ninh. Ông cụ đã mang nghề này về làng. 12 tuổi, cô bé Đê đã biết đạp xe chở thịt chó đi bán. 15 tuổi, nghển nghịu đạp xe chở chó về tận Hà Nội giao hàng. Vậy là, ở tuổi 56, bà Đê đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề thịt chó. Bà Đê lấy chồng là ông Ca người làng khác. Mặc dù là cán bộ nhà nước, nhưng đồng lương công chức đói kém,
nên ông đã bỏ cơ quan về giết mổ chó giúp vợ. Công việc mổ chó suôn sẻ, kinh tế gia đình ngày một khấm khá. Thế nhưng cách đây 15 năm, một vụ tai nạn giao thông khi ông đi giao thịt chó đã cướp đi mạng sống của chồng bà. Sau cái chết của chồng, người ta đồn là gặp vận rủi do làm nghề sát sinh, nên người thân trong gia đình đều khuyên bà nên bỏ nghề. Bà Đê cũng tính bỏ nghề, nhưng ruộng đất không có, bà lại chỉ thạo mỗi cái nghề mổ chó. Đàn con đang trong tuổi ăn tuổi học, không mổ chó thì lấy gì nuôi con, nên bà đành phải nhắm mắt theo nghề. Kể từ đó, bà năng đi chùa hơn, cứ đến ngày rằm, mùng một hay các ngày lễ lớn, bà đều lên chùa làm lễ, mong linh hồn những con chó do bà sát hại được đầu thai vào loài khác, được siêu sinh, không làm kiếp chó nữa. Mặc dù công việc giết mổ chó mỗi ngày một phát đạt, kinh tế mỗi ngày thêm khá giả, song bà Đê không cảm thấy hạnh phúc hơn. Bao năm trời khốn khổ với đứa con trai, anh này không ham học, không ham làm, mà chỉ phá phách tiền bạc của bà. Hết lô đề, cờ bạc, anh ta quay sang hút chích. Cuối cùng, người con trai này cũng chết vì sốc thuốc. Sư trụ trì Thích Thanh Thủy bảo rằng, ở làng Cao Hạ, bà Đê là người rất tín tâm. Mỗi lần đi chùa, bà cúng tới vài chục triệu đồng, đốt vô số vàng mã. Thầy Thủy bảo, tôi cũng thuyết giảng tuyên truyền nhiều lắm, nhưng nghề mổ chó là miếng cơm manh áo của họ, nên họ không bỏ được. Họ vừa làm vừa vào chùa sám hối. Họ tưởng làm thế là thoát, nhưng họ đã lầm. Nhân quả rất công bằng. Dù có cúng cả tiền tỷ, thì họ vẫn phải nhận cái quả do đã gieo nhân ác sát sinh. Trong Tam Tự Kinh có câu, khuyến mã tứ tình, tức là con chó, con ngựa có tình cảm với con người. Trong Tam Tự Kinh có câu, khuyển mã tứ tình, tức là con chó, con ngựa có tình cảm với con người. Nó cũng là một sinh linh như con người. Lại có câu, khuyển thủ giả, kê tư thần, nghĩa là con chó thức đêm canh cho con người, con gà gáy sáng báo thức, thì con người mới sớm khuya an giấc. Con chó thân thiết với con người là vậy, mà sát hại nó, ăn thịt nó thì quá tàn nhẫn. Theo thầy Thủy, không chỉ bà Đê, mà còn có một số chuyện chết chóc nữa xảy ra trong làng Cao Hạ cũng liên quan đến con chó. Chính vì thế, người dân trong làng rất hoang mang, sợ hãi với công việc giết chó, dù họ là những chủ lò mổ. Có một cái chết được dân làng kể nhiều là cái chết của ông Hờ, một đồng 10, 10 đồng trăm, khiến cái chết của ông trở nên kỳ quái. Ngày đó, ông Hờ gây dựng được một lò mổ chó lớn nhất nhì ở làng Cao Hạ. Đêm nào vợ chồng ông cùng với sự phụ giúp của con cái cũng hóa kiếp vài chục chú chó. Thế nhưng một đêm sau khi đập chết chó, thui rơm vàng ươm, chuẩn bị mổ bụng moi lòng, thì mọi người không thấy ông Hờ ở đâu cả. Lát sau mới thấy ông chết bỏng trong nồi nước nhúng chó để vật lông. Ngay sau khi cái chết của ông Hờ một thời gian sau, thì đến cái chết của anh V, chồng chị C. Khi đó anh V tròn 40 tuổi. Anh là thợ mổ chó lành nghề nhất tại làng Cao Hạ. Chỉ 3 tiếng nửa đêm về sáng, một mình anh mổ xong từ 10 đến 15 chú chó. Vì có tay nghề cao nên kinh tế gia đình mỗi ngày thêm khấm khá. Thế nhưng tai họa ập đến đúng lúc gia đình đang làm ăn nên làm ra. Khi anh cắm quạt điện để thui chó, anh đã bị điện giật chết, mặt mũi méo xẹo, nằm vật bên đống chó chưa kịp thui. Rồi cái chết cũng hết sức lãng xẹt của ông Nguyễn Văn L. Ông L cũng là chủ lò mổ chó chuyên nghiệp ở Cao Hạ. Người Cao Hạ bị chó cắn như cơm bữa, nên nhà nào cũng thủ sẵn thuốc tiêm phòng. Một lần bị chó cắn, ông L đều tiêm phòng cẩn thận. Thế nhưng lần này, con chó cắn nhẹ, chỉ hơi xước ở cổ tay, nên ông chủ quan không tiêm tiết gì cả.
thời gian sau, ông lên cơn dại rồi qua đời. Cái chết của bốn chủ lò mổ liên quan đến chó dù chỉ là sự trùng hợp bình thường, là tai nạn nghề nghiệp, song khiến người dân Cao Hạ hoang mang đồn đại suốt nhiều năm trời. Họ sợ hãi cái thuyết nhân quả, gánh nghiệp sát sinh, nên không ai dám mổ chó nữa. Để duy trì sự hoạt động của lò mổ, họ đồng loạt thuê thợ từ nơi khác đến để mổ chó. Còn dân trong làng chỉ làm những công đoạn tiếp theo. Họ muốn đổ cái nghiệp sát sinh đó cho những người làm thuê. Quả thật, lang thang ở làng Cao Hạ, tôi nhận thấy rằng rất ít gia đình có được hạnh phúc đầy đủ toàn vẹn vì nghề giết mổ chó. Chỉ có ba gia đình giàu có, nhưng nhà thì có người chết chóc, nhà có con cái nghiện ngập, còn lại tất cả các hộ, gia đình khác chỉ có mức sống bình thường từ nghề giết mổ chó. Nhiều người có được chút tiền từ lò mổ thì sa đà vào cờ bạc, ăn chơi, nghiện ngập. Những câu chuyện rùng rợn về nhân quả nghiệp báo, nỗi oan nghiệt của gia đình hành nghề sát sinh. Có lẽ chưa bao giờ ở Việt Nam, những căn bệnh nan y, đặc biệt là bệnh ung thư lại bùng phát ghê gớm kinh hoàng như hiện nay. Điều đáng sợ là bệnh nhân phải sống đau đớn, sống khổ sở, hàng giờ phải quằn quại, vật lộn với những cơn đau. Họ kêu la, khóc lóc, rên rỉ. Nhiều người không chịu đựng nổi, đã cầu xin bác sĩ, cầu xin người thân cho mình uống thuốc tự vẫn. Lại có nhiều trường hợp, ốm liệt giường liệt chiếu, nằm thối da thối thịt, ngất ngoải chết mà không chết được. Vậy chúng ta sẽ xử lý như thế nào khi lâm vào hoàn cảnh éo le đó? Trong hành trình đi tìm lời giải đặc biệt ấy, chúng tôi đã khám phá ra một sự thật hãi hùng. Rất nhiều người mắc bệnh nan y quái đản, sống đau sống đớn, chết khổ chết sở, chính là do nhân quả, nghiệp báo, bởi chính họ, hoặc do ông bà, cha mẹ gây ra những câu chuyện ám ảnh rùng rợn. Điều đặc biệt là nhờ những buổi tụng kinh giải nghiệp huyền bí mà cả trăm trường hợp đã thoát khỏi những đớn đau, dằn vặt của kiếp người, ra đi một cách thanh thản nhẹ nhõm. Kể lại những câu chuyện rùng rợn, ám ảnh, đôi khi kỳ bí này, không phải để hù dọa gì quý vị, mà để chúng ta thắp sáng hơn niềm tin vào chân lý. Nhân nào quả nấy, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, để sống tử tế với nhau hơn, tốt hơn. Câu chuyện người mẹ hành nghề sát sinh và nỗi oan nghiệt của cả gia đình. 15 năm làm nghề buôn bán giết mổ gia súc gia cầm, bà Nguyễn Thị Thờ đã giết hàng vạn con gà, vịt, thỏ, chó. Vào mùa cưới hay là dịp Tết, bà giết cả trăm con mỗi ngày, thu lãi hàng triệu đồng. Bà nhanh chóng trở nên giàu có, cả làng ngưỡng mộ. Thế nhưng không ai có thể ngờ được, một ngày, hiểm họa đã giáng liên tiếp xuống nhà bà. Chồng bà bị chết, bắt đắc kỳ tử trong một vụ tai nạn rùng rợn. Còn trai cả của bà bị điện giật chết, đúng đêm trước ngày đón dâu một hôm. Vài tháng sau, con trai út bị ung thư xương chân. Của nã lần lượt đội nón ra đi, đến lúc nhà cửa sạch sành xanh. Thì cũng là lúc người con vĩnh biệt cõi đời. Ngày quả táng con, bà xuống tóc đi tu. Bà mượn tiếng mõ, lời kinh để quên đi nỗi đau tột cùng. Bà muốn nương nhờ cửa Phật để rửa bớt nghiệp ác mà bà đã gieo rắc suốt 15 năm. Hoạn vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Bà Nguyễn Thị Thờ quê ở miền Trung, lên vùng Đức Trọng, Lâm Đồng lập nghiệp từ năm 1980. Chồng bà tên là Trờ, cùng quê, gia cảnh nghèo khó. Thời gian đầu hai vợ chồng đi làm thuê cuốc mướn, sống tằng tiện qua ngày. Sau vay mượn tiền của người em họ, bà mở quầy bán gà bán vịt tại chợ thị trấn. Lúc đầu, ngày bà chỉ túc tắc bán được vài con, sau khách đông dần, ngày bà thịt vài chục con. Những ngày giáp Tết hay mùa cưới, bà thịt cả trăm con, đủ loại, gà, vịt, thỏ, chó, ngan ngỗng, vân vân. Bà kể thu nhập trung bình mỗi ngày là 500.000 đồng. Những ngày đông khách, bà kiếm vài triệu ngon ơ. Từ đấy, kinh tế nhà bà phất lên như diều gặp gió, cả làng đều ngưỡng mộ. Một chiều nọ, có cụ bà, một chiều nọ, có bà cụ già, tài bị tay gậy đến nhà bà xin ăn, nhận chút thực phẩm và ít tiền từ tay bà. Cụ già ăn xin bảo, cô ơi, nhà cô sắp có đại họa rồi đấy. Cô nên nghe tôi,
dừng lại nghề sát sinh đi, phát tâm ăn chay niệm Phật để giải nghiệp, kẻo sau này hối hận cũng chẳng kịp đâu. Nghe vậy bà thờ tức giận gắt gỏng: bà này ăn nói luyên thuyên, xéo ngay ra khỏi nhà tôi, từ rày đừng có phát mồm đến đây ăn xin nữa nhé. Một tuần sau, có gia đình ở trấn Liên Nghĩa tổ chức đám cưới cho con trai, đặt bà thờ là một tạ thịt chó. Chồng bà phải mất 2 ngày xua ngựa khắp nơi thu mua cả thải được 9 con. Buổi chiều, trong lúc ngồi đun nước sôi chuẩn bị làm thịt, nhìn vào cái lồng nhốt chó, bỗng dưng bà bị hút vào một con chó cái màu vàng. Nó có chữa bụng khá to, nằm bệt dưới lồng vì mệt. Chợt bắt gặp ánh mắt của bà thờ đang nhìn, con chó vàng liền nhổm dậy. Nó dúi cái mõm qua ô lồng sắt, mắt nhìn bà như van lơn, ử kêu lên như van xin tội tình. Bà thờ chợt rùng mình. Bà hớt hải chạy lên nhà báo với ông chồng: ông ơi, con chó vàng nhốt ở lồng dưới gốc cây ngọc lan đang có chữa, nó van xin tôi đấy. Hay là mình để nuôi vài tuần, chờ nó đẻ xong rồi hãy giết thịt sau nha ông. Bà có điên không đấy? Con chó biết nói à, mà bà bảo nó lại là van xin bà. Vơ vẩn. Nói đoạn, ông bước huỳnh huỵch ra sân, cầm cái chày bằng gỗ lim đen bóng, rớp. Bà thờ chạy ra đến nơi, thì đã nhìn thấy con chó vàng nằm chết không kịp chu lên một tiếng. Hai mắt nó ướt nhèm, mổ bụng lôi ra 5 con chó con còn chưa đủ hình hài. Bà thờ bỗng thấy sống lưng ớn lạnh. 6 giờ chiều mới làm thịt xong 9 con chó. Ông chờ chồng bà phải huy động hàng Tuấn, con trai cả đang học lớp 12, nghỉ học thêm để phụ ông chở lên thị trấn. 2 bố con đi 2 xe. Buổi tối, bà thờ chờ mãi không thấy chồng con về. Sốt ruột điện thoại cho chồng thì nghe tiếng gắt: tôi với thằng Tuấn đang uống rượu trên đám cưới, khuya mới về, bà cứ ngủ trước đi. 11 giờ đêm mà chồng con vẫn chưa về, ruột bà thờ nóng như lửa đốt. Tiếng chuông điện thoại kêu reng, tiếng Hằng Tuấn hoảng hốt: mẹ ơi, bố con bị tai nạn chết rồi. Sau này Hằng Tuấn kể, tàn bữa tiệc cưới, 2 bố con phóng xe về, bố đi trước, con đi sau. Đột nhiên xe ông chờ đâm thẳng vào gốc cây bên đường, xe máy đổ âm, ông chờ ngã vật xuống, đầu đập vào tảng đá, vỡ toang. Sau cái chết của chồng, nhớ lời dặn của bà cụ ăn xin hôm nào, bà thờ thấy chần chợn. Thế nào đời tiên tri về đại họa giáng xuống nhà bà là thật sao? Nhiều đêm không ngủ, nằm vắt tay lên trán, bà cũng định bụng dừng lại nghề giết mổ. Nhưng nghĩ đến khoản lãi tiền triệu, tiền trăm mỗi ngày, bà lại thấy tiếc. Vả lại 2 hàng con trai đang tuổi ăn học, bà không cố gắng ghi cớp, sau này lấy đâu ra tiền mà lo lắng cho tương lai của chúng. Cha chết, Tuấn theo nghiệp mẹ trở thành anh đồ tể sắc tai. Nhưng đúng đêm làm đám cưới thì Tuấn bị điện giật chết. Bà thờ ngã ngửa người, khóc ngất lên ngất xuống. Một hôm, bà thờ bảo Tuấn: con học xong lớp 12 thì ở nhà giúp mẹ, học hành tốn kém, ra trường lương 3 cọc 3 đồng, sống sao nổi. Tuấn nghe lời mẹ, vài tháng sau, Tuấn trở thành anh đồ tể sắc tai. Tiền kiếm như nước, gái trong vùng mê Tuấn như điếu đổ. Nhiều gia đình muốn gả con cho Tuấn vì Tuấn vừa khỏe mạnh, chịu thương chịu khó, lại kiếm được tiền. Cuối cùng Tuấn quyết định lấy cô ca, hoa khôi của thị trấn. Cưới con trai đầu, bà thờ làm cổ tưng bừng suốt 3 ngày 3 đêm, khách mời dự đông nườm nượp, gà vịt giết không biết bao nhiêu mà kể. Bà thờ khang hết cả tiếng nhưng mặt vẫn ngời ngời như hoa. Xong, niềm vui ngắn chẳng tài gan. Trước hôm đón dâu một ngày, đêm muộn, khi khách về hết, chú rể lụi hụi bắt lại đèn chùm trong phòng ngủ, chẳng hiểu hí hoái thế nào mà bị điện giật chết. Ngày cưới trở thành ngày tang, bà thờ ngã ngửa người, khóc ngất lên, ngất xuống. Gắng gượng lo xong đám tang cho con, bà thờ lăn đùng ra ốm. Sau ngày nằm bệt trên giường, mỗi ngày chỉ húp được vài thìa cháo loãng. Đúng 3 tháng 10 ngày, bà mới ngốc nhách ngồi dậy, lần thành giường tập đi. Bà bắt đầu tin vào luật nhân quả, vào ác nghiệp sát sinh mà mình gieo rắc suốt 10 mấy năm. Bà thỉnh mời các nhà sư đến nhà, lập đàn tế lễ giải nghiệp suốt 3 ngày 3 đêm, rồi mua cả tạ lương, ốc, cá, phóng sinh. Bà bảo thằng Công, con trai út của bà: mẹ cả đời vất vả hành nghề sát sinh cũng chỉ muốn tạo dựng tương lai tốt đẹp cho các con.
con cố gắng học cho tốt, sau này có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế đỡ khổ con ạ. Công đang học lớp 12 trường huyện, nó học rất giỏi, ước mơ thi vào trường đại học an ninh. Một buổi chiều đi đá bóng cùng đám bạn về, nó thấy đau đầu gối chân trái, cứ nghĩ là do chạy nhiều nên nó cứ cắn răng chịu đau. Mấy tuần sau, đầu gối sưng to, nhức nhói nhiều đêm không ngủ. Bà thờ đưa nó đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng khám. Xét nghiệm khối u to như quả trứng gà, bác sĩ kết luận nó bị ung thư xương. Nó khóc ầm lên, bà thờ thì chết lặng. Nghe bác sĩ tư vấn, bà đưa Hằng Công xuống bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. 5 tháng sau, khối u càng to, bà chuyển nó về bệnh viện Đa khoa Sài Gòn điều trị thêm 5 tháng nữa. Bác sĩ khuyên nên cắt chân, nhưng Hằng Công giãy nảy. Nó mới 18 tuổi đầu, cắt chân đến tận đùi thì đâu còn ước mơ trở thành chiến sĩ an ninh. Bà thờ vuốt nước mắt đưa con về, chữa trị bằng đông y. Cứ nghe đồn ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là bà lại lần mò tìm đến. Của nã trong nhà lần lượt đòi nón ra đi. Cho đến lúc sạch sành xanh cũng là lúc khối u ở chân của Công to như cái cối đá, da căng mọng, tím tái, gân xanh nổi chằng chịt. Một ngày khối u vỡ ra, máu mủ chảy lên láng khắp giường, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng từ đâu bay đến ào ào. Bà thờ phải giăng mùng kín mít suốt ngày, chốc chốc bà cầm cái quạt, đập đánh đợp vào thành màng, xác ruồi rơi rào rào. Thế mà một lúc sau, cả cái màng lại đen kịch ruồi bâu. Mùi hôi thối bốc sang cả những nhà xung quanh, hàng xóm phải đóng cửa kín mít. Công người gầy guộc chỉ còn da bọc xương, khối u ở chân trông càng to càng khủng khiếp. Vết loét ngày càng ngoác rộng, trông như miệng con chó thui. Công kêu la rên rỉ suốt ngày đêm vì đau đớn. Nghe người trong thôn mách dùng nhựa con cốc nhỏ thoa lên vết loét, khối u sẽ khỏi. Bà thờ đi bắt liền 5 con, dùng dao chặt đứt đôi thân, rồi quẹt lên thành miệng, vết loét. Tiếc rẻ, bà dùng vải xô bó chặt thân 5 con cóc lên trên. Thằng Công hét toáng lên như con lợn bị chọc tiết. Xót quá mẹ ơi, con không chịu được nữa đâu, mẹ giết con đi, con đau đớn lắm. Một buổi chiều, có một nhà sư già bộ hành ghé qua nhà bà xin hớp nước, biết hoàn cảnh éo le của bà. Nhà sư bảo, cháu nó bị như thế này là do gánh nghiệp sát sinh của chị. Mệnh cháu hết rồi, không cứu được đâu. Chị đưa cháu đến quán Thế Âm Tịnh Thất ở xã Hiệp Đức, huyện An Đức, tỉnh Lâm Đồng. Ở đó có ban hộ niệm Phật A-di-đà. Chị nhờ sư trụ trì và các Phật tử trong ban hộ niệm tụng kinh niệm Phật, trợ niệm, trợ duyên, giải nghiệp cho cháu bớt đau đớn, ra đi thanh thản, vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Bà thờ cất công đưa con trai đến chùa Quán Thế Âm, xin các sư thầy niệm tụng kinh Phật, trợ niệm, trợ duyên, giải nghiệp cho công bớt đau đớn. Cử Phật từ bi, quả tình luôn dang rộng cánh tay với mẹ con bà. Sư chú Hiền ở chùa Quán Thế Âm kể, lúc ra mở cửa, vừa nhìn thấy cái chân voi với khối u khủng khiếp, bốc mùi hôi thối nồng nặc, máu mủ chảy long tong. Tôi muốn buồn nôn, sởn hết cả da gà. Đã nhận hàng trăm ca hộ niệm, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có người bệnh nào lại trong tình trạng kinh khiếp đến như vậy. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xác xơ, khổ đau tột cùng của người mẹ, cùng lời van xin đến tổ tình. Xin sư chú rủ lòng thương cứu vớt. Mẹ con đã hết đường sống rồi. Nhìn cảnh cháu Công còn da bọc xương nằm rên rỉ, tôi không đành lòng chối từ. Tôi liền thưa chuyện với sư thầy trụ trì Đại Đức Thích Giác Nhàn. Sư thầy bảo, cử Phật từ bi che chở mọi khổ đau của kiếp người, con cứ nhận họ vào. Từ hôm đó, hàng ngày vào mỗi buổi sáng và chiều, sư chú Hiền, sư chú Sơn và 40 Phật tử trong ban hộ niệm đã ngồi xếp bằng thành vòng tròn tụng kinh niệm Phật cho Công. Mùi hôi thối bốc ra nồng nặc khắp căn phòng. Một số người không chịu đựng được đã chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tiếng kêu la của Công nhiều khi át cả tiếng mõ tiếng chuông. Hai sư chú và các Phật tử vẫn dốc lòng nhất tâm hộ niệm suốt 2 tiếng đồng hồ. Máu mủ từ vết loét to, ngoạc nhỏ tổng tổng xuống tấm mền lót bên dưới. Một lúc lại phải thay tấm mền khác. Ngày 3 lần, sư chú Sơn đi găng tay y tế, luồn qua miệng khối u, thọc sâu vào bên trong tận khuỷu tay, bóc dần những cục thịt thối ra để cho Công bớt đau. Chú làm ân cần dịu dàng. Khuôn mặt chú hiền từ,
Vừa làm, chú vừa nói với con, sư chú biết con đau lắm, nhưng nếu con cứ kêu rên như thế sẽ khiến con càng đau, càng mệt. Con hãy nương vào lời tụng niệm A-di-đà Phật mà các bác, các cô chú ở đây đang tụng cho con, và con hãy tụng theo. Sư chú tin con sẽ bớt đau. Công làm theo, từ đấy nó thấy bớt đau nhiều. Sư chú Sơn kể, mấy ngày sau, Công không kêu rên nữa, cậu thành tâm niệm Phật. Điều kỳ lạ là mùi hôi thối bớt dần. Ai cũng ngạc nhiên và càng tin vào sự vi diệu của đạo Phật, vì thế càng hết lòng hộ niệm cho cậu ấy. Một tháng sau vào buổi sáng, khi sư chú Sơn đang lửa tay khẽ khàng bóc từng mảng thịt thối trong khối u khổng lồ, Công khẽ khàng bảo, chú Sơn ơi, tối qua con nằm mơ thấy Phật A-di-đà về đón con. Ngài mặc áo vàng rực, tay cầm đó sen vàng. Ngài mỉm cười với con chú ạ. À. Thế con có sợ chết không? Chú Sơn hỏi. Con chỉ sợ đau chứ không sợ chết. Chú vẫn bảo con, nếu con thành tâm niệm Phật hàng ngày, con sẽ được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc con gì? Sư chú Sơn mỉm cười gật đầu. Con bảo, con muốn gặp lại mẹ con. Khi mẹ ngồi bên, con nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rành rọt. Mẹ ơi, con bị bệnh thế này là do mẹ tạo nghiệp sát sinh suốt 15 năm đó. Mẹ đừng làm nghề giết mổ gà vịt nữa nhé. Dù cho phải đi ăn xin, mẹ cũng không được làm. Mà mẹ hãy chuyển sang ăn chay trường đi, còn ăn mặn là còn cộng nghiệp cho những người hành nghề giết mổ. Buổi chiều hôm ấy, Công chúc hơi thở cuối cùng trong tiếng mõ lời kinh của ban hộ niệm chùa Quán Thế Âm. Công ra đi nhẹ nhàng thanh thản, không rên la, không đau đớn, khuôn mặt hồng hào như người đang ngủ. Điều kỳ lạ là toàn thân tỏ mùi thơm như hương trầm và mềm mại. Mềm đến độ sư chú Sơn nhắc cả hai tay của nó lên, lắc lư. Cổ tay, những ngón tay trắng hồng của Công lắc lư, theo như múa. Cả khán phòng bỗng vang lên, A-di-đà-phật như tiếng reo vui của niềm tin của những người con Phật vào Phật Pháp nhiệm màu. Cũng ngay buổi chiều hôm ấy, mẹ cậu đã xin sư trụ trì cho xuống tóc đi tu. Trong lễ hỏa táng Công tại thành phố Đà Lạt, Đại Đức Thích Giác Nhàn đã kể một sự tích trong Kinh Pháp Cú. Đại Đức Thích Giác Nhàn đã kể một tích trong Kinh Pháp Cú. Lúc Đức Thế Tôn cùng các tỳ kheo ở lại tịnh xá Trúc Lâm, cách đó không xa có một tên đồ tể Kunda sống bằng nghề mổ heo. Mỗi lần giết heo, ông ta trói heo thật chặt vào cột và nện nó bằng một cây chày vuông rồi banh hàm và rót nước sôi vào họng, đổ nước sôi lên lưng heo, làm tuột lớp da đen và thui lớp lông cứng bằng một bó đuốc. Cuối cùng ông cắt đầu heo bằng một thanh kiếm nhọn rồi xẻ thịt lột da. Kunda hành nghề như thế gần 20 năm. Dù Đức Thế Tôn ở tịnh xá cách đó không xa, mà chẳng khi nào Kunda cúng dường ngài. Dù là một cành hoa hay một nắm cơm, hắn cũng không làm một việc gì công đức cả. Cho đến một ngày, ông ta mắc bệnh, dù ông ta vẫn còn sống, nhưng lửa của địa ngục A Tỳ đã bốc cháy trước mặt. Khi cực hình địa ngục giáng xuống đồ tể Kunda, ông ta bắt đầu kêu en ét, bò bằng tay và đầu gối. Người nhà rất kinh khiếp, tìm mọi cách bịt miệng ông ta, chặn các cửa và nhốt ông ta trong nhà. Suốt 7 ngày, chịu sự đau khổ cùng cực của địa ngục, ông luôn mồm rống lên en ét như heo. Vài tỳ kheo đi ngang qua cửa nhà ông, nghe tiếng kêu en ét ồn ào, khi về tịnh xá bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, suốt 7 ngày qua, cửa nhà đồ tể Kunda đóng kín và ông ấy vẫn tiếp tục giết heo. Thế Tôn nghĩ xem biết bao nhiêu heo bị giết. Thật từ trước tới nay, chưa thấy ai độc ác và dã man như thế. Đức Thế Tôn nói, này các tỳ kheo, ông ta không giết heo trong 7 ngày vừa qua. Sự trừng phạt phù hợp với việc làm ác đã xảy đến với ông ta. Ngay khi ông ta còn sống, cực hình của địa ngục A Tỳ đã hiển hiện. Vì cực hình này, ông ta bò tới bò lui trong nhà, kêu la en ét như một con heo suốt 7 ngày. Hôm nay ông ta đã chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Nói xong, Thế Tôn đọc pháp cú, nay sầu, đời sau sầu, kẻ ác hai đời sầu, nó u não, thấy nghiệp uế mình làm. Thầy Thích Giác Nhàn bảo, chuyện đồ tể Kunda bị quả báo, chịu cực hình suốt 7 ngày lúc cuối đời,
được ghi lại trong Kinh Tạng là một điển hình của quả báo nhãn tiền, không chỉ chuyện ngày xưa. Ngài hiện tại đây, hãy bình tâm nhìn ra xung quanh chúng ta để nhận thấy kết cục thảm hại của những người, những gia đình sống ác, làm các điều bất thiện. Không kể họ là ai, nếu không biết phục thiện, chạy theo cái ác thì chắc chắn sẽ bị quả báo xấu. Và không cần phải đợi xem những quả báo ở kiếp sau, ngay trong đời kiếp này thì chúng ta cũng có thể thấy những quả báo nhãn tiền của nhiều người. Chính những cái thấy về nhân quả một cách chân xác xảy ra ngay trước mắt ấy sẽ thức tỉnh chúng ta hướng về điều thiện, bỏ ác làm lành để bản thân, gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Sống thử, phá thai và cái kết não lòng. Hùng là con trai trưởng, cháu đích tôn của dòng họ Vũ. Vì thế ai cũng kỳ vọng vào anh có thể sinh được một đứa con trai. Ấy vậy mà lấy vợ gần 10 năm, nhưng vợ chồng Hùng không thể nào có được một đứa con, dù đã chạy chữa khắp nơi, từ Nam ra Bắc. Ai nói ở đâu có phương thuốc gì, cầu xin thế nào, Hùng đều đưa vợ đi khám thử và đều vô vọng. Ai cũng nói Hùng đẹp trai, nhưng cưới được cô vợ không ra gì, có mỗi chuyện đẻ cũng không được. Chỉ có gia đình Hùng mới hiểu tất cả là do anh. Anh cũng gánh một phần trách nhiệm và có thể là báo ứng mà anh phải gánh chịu vì tội lỗi trước đây của mình. Thời sinh viên, Hùng từng yêu sâu đậm một cô gái tên Duyên. Duyên là cô gái dịu dàng lại xinh xắn, nên Hùng đã tốn công theo đuổi một thời gian dài mới được cô gật đầu đồng ý. Ngày Duyên chấp nhận dọn về sống thử, Hùng đã hạnh phúc vui mừng biết bao, vì cuối cùng anh cũng được kề cận sớm tối với bạn gái. Vậy mà sau 3 năm yêu đương, khi Duyên báo tin mình mang thai, thì Hùng chẳng còn vui vẻ chút nào, anh không tin đứa con đó là của mình. Nhất là sau khi anh bắt gặp Duyên được một người đàn ông chở về nhà bằng xe hơi sang trọng. Ghen tuông mù quáng khiến anh đánh đập, chửi bới và ép Duyên phải phá bỏ đứa con trong bụng để chứng minh rằng cô yêu anh. Anh tin rằng đứa con là của người đàn ông kia, chứ không phải của anh. Sau bao trận hai người cãi vã, rốt cuộc Hùng cũng không thể chịu nổi mà nói lời chia tay với Duyên. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hùng lại chìm đắm vào cuộc tình với một cô gái khác, cũng là người vợ hiện tại của anh. Anh không biết rằng vì quá đau khổ tuyệt vọng, nên Duyên cũng đã phá bỏ đứa con chỉ mới tròn 2 tháng tuổi của mình. Tàn nhẫn hơn, cô dường như đã mất hết lý trí mà mang bào thai đó, bỏ vào một hộp bánh biếu gia đình Hùng để báo thù. Hôm Duyên đến chơi và biếu bánh cho bố mẹ Hùng, ông bà cũng chẳng nghi ngờ gì mà đón nhận. Nhưng khi vừa bóc hộp bánh từ trên bàn thờ xuống, sau khi cúng, cho các cháu ngoại ăn, bố Hùng đã sợ hãi tột độ khi thứ ông nhìn thấy không phải là bánh quy bình thường, mà lại là bào thai nhỏ. Hoảng sợ cầu xin tổ tiên, nhưng trong thâm tâm bố mẹ Hùng có lẽ cũng hiểu được phần nào hành động điên dại vì tình của Duyên. Ông bà cũng chẳng thể oán trách được ai khi sự việc đến mức này cũng là do con trai của ông bà. Sau hôm phá thai được vài tháng, Duyên không may bị tai nạn xe máy ở ngay ngã tư gần nhà khi đi làm về đêm. Vụ tai nạn kinh hoàng khiến Duyên bay mất một mảng da đầu, nằm liệt giường trong phòng cấp cứu, hồi sức suốt 1 tháng. Sức khỏe dần phục hồi thì Duyên lại trở thành người điên dại thật sự. Cô bị trầm cảm và tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài, cũng không tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào. Về phần Hùng, anh biết Duyên bị tai nạn, cũng có ghé thăm vài lần, nhưng cô không chịu gặp. Dần dần anh cũng quên mất người con gái từng yêu thương mà ngỏ lời cầu hôn với người bạn gái mới của mình. Hai người nhanh chóng kết hôn, nhận lời chúc phúc của gia đình, họ hàng, bạn bè. Ai cũng nói Hùng và người vợ mới cưới thật xứng đôi vừa lứa. Anh cũng hạnh phúc vô cùng và ngày càng bộn bề công việc vì muốn chăm lo cho cuộc sống của hai vợ chồng. Thời gian trôi nhanh cũng gần 10 năm, hai vợ chồng Hùng và Linh vẫn sống rất hạnh phúc. Nhưng mỗi lần đi gặp gỡ bạn bè hay đối tác một mình, anh lại bắt gặp vợ mình không đi tìm thì cũng ngồi ở nhà chờ đợi anh, với ánh mắt tủi hờn vì lo sợ sẽ bị anh bỏ rơi. Linh không nói gì, nhưng lòng anh đau nhói vì anh biết rằng vợ anh không thể đẻ được cho anh một đứa con. Dù trai hay gái, gia đình anh đều vui vẻ. Anh cam đoan rằng bản thân từ ngày lấy Linh chưa một lần ngoại tình.
anh thương vợ nhiều hơn vì cô luôn bị hàng xóm láng giềng lời ra tiếng vào cũng vì chuyện này. Hai vợ chồng Hùng đã chạy chữa khắp nơi nhưng đứa trẻ vẫn không có duyên đến với vợ chồng anh. Ngày đưa Linh đi tái khám, Hùng giật mình khi nhìn thấy Duyên, người yêu cũ của anh đang thơ thẩn ngồi ở hành lang bệnh viện. Cô ấy vẫn thế, không cười không nói, lúc nào cũng chỉ đăm đăm nhìn vào con búp bê trong tay, rồi tự lẩm nhẩm. Bỗng Hùng rơi nước mắt vì nhận ra lỗi lầm của bản thân khi đã quá muộn. Anh đã hủy hoại cuộc đời của hai người con gái vì tính ghen tuông ích kỷ của mình. Anh phải làm sao để chuộc lỗi với Duyên đây? Còn người vợ luôn tự trách bản thân không thể đẻ cho anh nữa. Bài học cuộc sống là một người đàn ông thì nên dám làm, dám chịu. Đừng nên để ghen tuông che mờ lý trí, để rồi có những quyết định sai lầm mà phải trả giá bằng cả cuộc đời. Trước khi quyết định việc gì thì nên tìm hiểu nguyên nhân, suy nghĩ cho thấu tình, đạt lý. Đã làm cô gái của mình tổn thương thì cũng nên chịu trách nhiệm với cô gái đó trước khi đến với một cô gái khác. Nhất là với các bạn trẻ hiện nay, trước khi quyết định phá thai nên suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Cho dù có lý do gì thì đứa nhỏ trong bụng cũng là vô tội, là giọt máu mủ của mình. Tôi tin chắc rằng những ai đã từng suy nghĩ hời hợt rồi phá bỏ đứa con đều đang sống trong dai dứt, hối hận vì những gì mà họ đã làm. Nếu không muốn những ngày tháng sau này phải đau đớn dằn vặt thì tốt nhất là không làm những điều trái với lương tâm và luân thường đạo lý. Đạo lý, 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 đạo lý.